Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 127. Diệp Quân nhìn về phía Phạn Chiêu Đế, Phạn Chiêu Đế quan sát đóa hoa đỏ tươi, cười nói, hoa ác linh, trong bông hoa này đã tụ tập vô số ác niệm, cực kỳ tà ác. Có thể nói, trong số những thần vật mà ta từng nhìn thấy, chỉ có huyết mạch phong ma của ngươi mới có thể so sánh được với nó. Diệp Quân không nói gì, mà liếc nhìn về bên phải phía kiếp giới. Thấy ánh mắt của Diệp Quân, Phạn Chiêu Đế bật cười, bông hoa này không phải là của ta, mà là của tỷ muội tốt của ta. Quên không nói, trong đóa hoa này, còn có tu vi và ký ức vạn thế của cô ấy. Chỉ cần cô ấy hấp thụ đóa hoa này, là cô ấy có thể quay trở về, bán bộ đại đạo hoàn hảo. Diệp Quân nhìn chằm chằm Phạn Chiêu Đế, vậy cô còn đang đợi điều gì? Cô ta tất nhiên là đang đợi ta. Đúng vào lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên trong kiếp giới. Tiếp theo đó, một cô gái hư ảo chậm rãi bước ra. Toàn thân đều là máu tươi. Ác đạo. Thấy đối phương đi ra, Diệp Quân cau mày lại, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, cô gái vừa bước ra này không phải là bản thể, mà chỉ là một ảo ảnh. Cách nhiều năm như vậy, lại lần nữa gặp ác đạo, Diệp Quân phát hiện, so với lúc ban đầu, khí tức toàn thân của ác đạo này đã mạnh nhiều lên hơn gấp trăm lần. Ác niệm trên người thậm chí còn vượt qua cả Táng Cương trước đó. Tay phải Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên, hắn nhìn về phía sau ác đạo, ở nơi sâu thẳm trong kiếp giới, còn có một luồng khí tức nữa. Chân tỷ. Sau khi ác đạo chậm rãi đi ra, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt không hề che đậy luồng sát ý ngút trời. Cô ta thực sự chỉ muốn ăn thịt Diệp Quân và chân thần, uống máu của bọn họ, gặm xương cốt của bọn họ. Vốn dĩ cô ta đã có thể sớm thoát ra được, dung hợp với tu vi của vạn thế, bước vào cảnh giới bán bộ đại đạo hoàn hảo. Nhưng bởi vì hai kẻ này, cưỡng chế nhốt cô ta ở chỗ này lâu như vậy. Hai kẻ này, chết chục nghìn lần cũng không đủ để cô ta hết căm hận. Thấy ác đạo có ý định ra tay, Phạn Chiêu Đế ở cách đó không xa đột nhiên bật cười, tiểu ác, đừng vội, hấp thụ đóa hoa ác linh này trước đã. Dứt lời, cô ta mở lòng bàn tay ra, đóa hoa ác linh đó chậm rãi bay đến trước mặt Phạn Chiêu Đế. Sau khi ngửi thấy khí tức của ác đạo, đóa hoa ác linh đột nhiên run rẩy dữ dội, tỏa ra từng vệt sáng đỏ như máu. Nghe thấy lời của Phạn Chiêu Đế, ác đạo lúc này mới không tiếp tục nhìn Diệp Quân nữa, cô ta nhìn về đóa hoa ác linh ở trước mặt, khi nhìn thấy đóa hoa ác linh, cô ta hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng, cô ta đưa tay ra chạm về phía đóa hoa ác linh. Phía xa xa, Diệp Quân nhìn chằm chằm vào ác đạo, không ra tay mà ngược lại Phạn Chiêu Đế đó lại mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Khi bàn tay của ác đạo chạm vào đóa hoa ác linh run rẩy dữ dội, tiếp theo đó, từng luồng huyết mạch không ngừng trào ra từ bên trong. Ầm. Trong phút chốc, một luồng ác niệm đáng sợ giống như thủy triều lan tràn ra bốn phía, đám người Bùi Thần Hầu khẽ biến sắc, đồng loạt lùi mạnh về phía sau. Diệp Quân không hề lùi bước, khi luồng ác niệm đó tràn tới, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, chỉ trong khoảng khắc, huyết mạch phong ma của hắn sôi sục. Sau đó cưỡng ép hấp thụ từng luồng ác niệm. Diệp Quân nắm chặt hai tay, phải nói rằng, luồng ác niệm đó rất khủng bố, cho dù hắn có huyết mạch phong ma cũng có phần không chịu đựng nổi. Mà xa xa, hai mắt của ác đạo cũng từ từ nhắm lại, hoa ác linh trong phút chốc biến thành một luồng huyết quang bay vào trán của cô ta. Ầm. Trong chốc lát, khí tức của ác đạo điên cuồng dâng lên, cả tinh không hoàn toàn không thể chịu đựng được khí tức của cô ta. Bắt đầu dần dần nứt ra, cực kỳ đáng sợ. Ở giữa trán ác đạo, một đóa hoa ác linh nhàn nhạt bắt đầu dần dần hiện lên. Ác đạo bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó hướng về đằng sau, một cột máu từ lòng bàn tay cô ta tuôn trào, sau đó bay vào trong kiếp giới, cô ta bắt đầu trở lên hư ảo, mà ở trong kiếp giới, một luồng khí tức cực kỳ tà ác đáng sợ cuồn cuộn tỏa ra. Trông thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở đây ai nấy đều chấn động. Luồng khí tức này quá kinh khủng. Hơn nữa, còn chưa hoàn toàn dung hợp, nếu như hoàn toàn dung hợp, vậy chắc chắn sẽ càng thêm khủng khiếp. Ở phía xa, Diệp Quân đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Phạn Chiêu Đế phất tay áo lên. Ầm. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân bị đánh bay ra ngoài. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn lau đi máu tươi ở khóe miệng.
đang muốn tiếp tục tấn công thì lúc này, một bàn tay đè lên vai của hắn, Diệp Quân quay đầu lại nhìn, một cô gái không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cô gái mặc áo bào trắng. Tịnh Tông Chủ. Ở phía xa, Phản Chiêu Đế nhìn thấy Tịnh Tông Chủ thì khẽ mỉm cười, đợi ngươi khá lâu rồi đấy, lại đây, chúng ta lại đánh thêm trận nữa. Đánh thêm lần nữa. Nghe Phản Chiêu Đế nói vậy, nhóm Bùi Thần Hầu đều nhìn về phía Tịnh Tông Chủ đang đứng cạnh Diệp Quân với vẻ tò mò, không biết đây là thần thánh phương nào. Lúc này, Tịnh Tông Chủ mặc một chiếc áo bào trắng tinh tươm. Cô ta nhìn Phản Chiêu Đế với vẻ vô cùng bình tĩnh. Thấy Tịnh Tông Chủ xuất hiện, Diệp Quân thoáng vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ Tịnh Tông Chủ lại đến đây. Phản Chiêu Đế nói tiếp, lần trước chưa đánh đã, lần này chúng ta phải làm một trận ra trò. Nói rồi, cô ta tiến lên trước một bước. Ngay sau đó cô ta và Tịnh Tông Chủ đã xuất hiện trong một thế giới bao la. Thế giới này vô biên vô tận, mọi người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể cảm nhận được. Tịnh Tông Chủ phất lờ Phản Chiêu Đế rồi nhìn về phía kiếp giới, không biết nhìn thấy gì mà cô ta nhíu mày lại. Thấy vậy, Diệp Quân sa sầm mặt, sau đó cùng nhìn về phía kiếp giới, kiếm huyền thanh trong tay rung lên. Phản Chiêu Đế mỉm cười nói với Tịnh Tông Chủ trong thế giới bao la kia, thật ra, ta thấy hơi bất ngờ, không nghĩ cô sẽ đến giúp hắn. Theo ta biết, cô là người ủng hộ kiên định của vô trật tự. Sao thế, lẽ nào vì cược với người đó một ván rồi thay đổi luôn lập trường của mình à? Tịnh Tông Chủ không nhìn về phía kiếp giới nữa mà hướng ánh mắt nhìn Phản Chiêu Đế, sau đó chậm chậm giơ tay lên rồi điểm nhẹ một cái. Ngay sau đó, thời không ở chỗ ngón tay cô ta đã cuộn sóng như ném một hòn đá xuống hồ, tiếp đó có một chữ đạo xuất hiện. Thấy vậy, Phản Chiêu Đế ở phía xa chợt bật cười, biết ngay mà, hóa ra cô đã đến cảnh giới này rồi, ngưng tụ thời gian thành hình được rồi cơ đấy. Tịnh Tông Chủ chỉ im lặng rồi điểm nhẹ một cái. Thế giới mà bọn họ đang ở bên trong lập tức trở nên mờ ảo, vô vàn số kiếp nhân quả tích tụ trên đỉnh đầu Phản Chiêu Đế. Lúc này, các số kiếp mà cô ta từng trải qua đều hiện lại. Tất cả nhân quả hợp thân. Vô vàn nhân quả nhập hồn. Quỳnh. Thể xác và thần phách của Phản Chiêu Đế bắt đầu phân tách. Thấy thế, nhóm Bùi Thần Hầu ở bên ngoài đều biến sắc mặt, họ nhìn chăm chăm vào thế giới mờ mịt kia mà lo sốt vó. Mọi người đều không ngờ Phản Chiêu Đế lại bị phân tách rồi hóa thành cho bụi ngay trước mắt mình. Nhóm Bùi Thần Hầu tái mét mặt với vẻ bàng hoàng. Thế là xong rồi ư. Diệp Quân ở phía xa cũng đang có vẻ nghi hoặc. Phản Chiêu Đế bị giết rồi ư. Không phải chứ. Đúng lúc này, chợt có một tiếng cười vang lên bên trong thế giới kia. Đó là tiếng cười của Phản Chiêu Đế. Phản Chiêu Đế đã hóa thành cho bụi chợt thành hình trở lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy thế, nhóm Bùi Thần Hầu lập tức thở phào một hơi. Nếu cô ta thật sự bị tiêu diệt như vậy thì e là họ không còn cơ hội trốn chạy nữa rồi. Tịnh Tông Chủ nhìn Phản Chiêu Đế xuất hiện trở lại với vẻ bình tĩnh, không chút ngạc nhiên. Phản Chiêu Đế nhìn chữ đạo trước mặt Tịnh Tông Chủ rồi cười nói, muốn dùng đạo giết ta thì chắc không được đâu. Nào, cô cũng thử đại đạo của ta đi. Nói rồi, cô ta xòe tay ra, sau đó nắm lại. Ngay sau đó, có một luồng khí tức đại đạo ngưng tụ, nó tăng lên không ngừng, vừa xuất hiện đã khiến trời đất quay cuồng. Lúc này, chữ đạo trước mặt Tịnh Tông Chủ chợt rung lên. Liền sau đó, thời không đại đạo mà hai người đang ở bên trong đã hóa thành một mảng hư vô. Tuy mọi người bên ngoài không nhìn thấy hai người bên trong, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có các luồng khí tức mạnh mẽ đang va chạm. Vô vàn thời không cũng vì thế mà nứt ra rồi biến mất. Đại đạo va chạm. Đạo của hai người đã vượt khỏi nhận thức của tất cả mọi người ở đây, không ai biết khi đại đạo của họ va chạm thì sẽ khủng khiếp đến mức nào. Chỉ riêng một luồng uy áp của đại đạo lan ra từ các thời không thôi đã đủ khiến mọi người ở đây hít thở khó khăn rồi. Diệp Quân nhìn thời không đã trở nên mờ ảo với vẻ nghiêm nghị. Nhóm Bùi Thần Hầu ở phía đối diện hắn cũng đang có vẻ ngỡ ngàng chưa từng thấy, họ đều không ngờ cô gái áo bào trắng vừa xuất hiện này lại có thực lực mạnh tới vậy. Văn minh vũ trụ cấp dưới mà cũng có người giỏi vậy ư. Đúng lúc này chợt có tiếng kiếm vang lên.
Nhóm Bùi Thần Hầu ngẩng mạnh lên thì thấy Diệp Quân cầm kiếm tấn công kiếp giới ở phía xa. Bùi Thần Hầu nói ngay, cản hắn lại. Nói rồi, cô ta và Âm Thần Hầu ở bên cạnh lập tức tấn công Diệp Quân. Còn Ngự Thần Hầu thì đã mất sạch lực chiến đấu. Diệp Quân đang tấn công kiếp giới lập tức ngoảnh lại rồi chém một kiếm, một đường kiếm sáng loáng đã bùng nổ trước người hắn. Thấy thế, Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu đều không dám lơ là, mà cùng dồn toàn lực chống trả. Kiếm quang bùng nổ, Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu đều bị đánh lùi lại. Hai người vừa dừng lại thì đã phải hoảng hốt, vì Diệp Quân đã quay đi rồi biến thành một đường kiếm tấn công kiếp giới. Khi kiếm quang của hắn sắp đánh vào kiếp giới thì có một tia sáng màu đỏ khủng bố phóng từ kiếp giới ra. Toang! Sau đó, Diệp Quân đã bị đánh bay ra xa. Vừa dừng lại, hắn đã ngẩng lên nhìn về phía kiếp giới, khóe miệng đã có máu chảy ra. Hắn nhìn chăm chăm về nơi đó rồi lại biến mất. Vô vàn các đường kiếm bay lên rồi lao về phía kiếp giới, song kiếm quang vừa đến nơi thì đã bị tia sáng đỏ đánh tan. Sức mạnh to lớn tiếp tục đánh bay Diệp Quân. Thấy vậy, nhóm Bùi Thần Hầu mới thở phào một hơi. Lúc này, họ thật sự không muốn đối đầu với Diệp Quân. Vì thực lực hiện giờ của hắn đã quá mạnh. Diệp Quân nhìn kiếp giới ở phía xa thì thấy khí tức của ác đạo bên trong kiếp giới ngày một mạnh hơn. Hắn biết không lâu nữa, ác đạo sẽ dung hợp tu vi của kiếp trước. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó xòe tay trái ra. Ý kiếm lập tức biến mất. Thay vào đó, vô vàn kiếm ý trong người hắn bắn ra, sau đó tích tụ ở kiếm Thanh Huyên. Ý kiếm và kiếm Thanh Huyên dung hợp. Diệp Quân dậm mạnh chân phải, sau đó hóa thành một đường kiếm tấn công kiếp giới. Khi hắn đến nơi thì lại có tia sáng đỏ bay ra. Nhưng lần này, đường kiếm của Diệp Quân đã phá tan được tia sáng đỏ ấy, sau đó hắn đã vào được đến bên trong kiếp giới. Thấy vậy, nhóm Bùi Thần Hầu đều thầm thấy ngạc nhiên, nhất thời không biết phải làm sao. Đột nhiên có một bóng người bay từ trong kiếp giới ra. Đó chính là Diệp Quân. Thấy thế, Bùi Thần Hầu nói, mau lấy mạng hắn nhân lúc hắn bị thương đi. Nói rồi, cô ta cùng Âm Thần Hầu tiếp tục tấn công Diệp Quân. Khi Diệp Quân bị đánh bay ra khỏi kiếp giới, Bùi Thần Hầu phát hiện hắn đã bị thương nặng và đây chính là cơ hội tốt nhất để truy sát hắn. Để giết Diệp Quân, Bùi Thần Hầu đã đốt cháy thể xác của mình, để thực lực của bản thân tăng lên thêm một bậc nữa. Nhìn thấy thế, Âm Thần Hầu cũng làm theo. Khí tức của cả hai đã tăng vọt. Diệp Quân ở phía xa vừa dừng lại thì đã có hai luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa cuốn tới như cơn sóng lớn. Hắn mặc kệ vết thương trên người mà cầm kiếm Thanh Huyên lên chém. Uỳnh! Kiếm quang vừa xuất hiện thì đã bị phá tan. Cả hai phe đều phải lùi lại. Khi Diệp Quân dừng bước thì hắn cảm thấy toàn thân mình như chia tách. Khiến hắn bị thương không phải là hai vị thần hầu này, mà là ác đạo, sức mạnh hiện giờ của nó quá khủng khiếp. Diệp Quân lau vệt máu trên khóe miệng, sau đó chậm chậm ngẩng lên nhìn về phía kiếp giới. Lúc này, cả kiếp giới đã bắt đầu biến thành màu đỏ. Diệp Quân bắt đầu cảm thấy lo lắng, đột nhiên có hai luồng thần thức mạnh mẽ bủa vây hắn. Hắn ngoái lại nhìn thì thấy chính là Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu, hai người họ đang nhìn hắn đăm đăm với khí tức tỏa ra mãnh liệt. Diệp Quân bất ngờ biến mất. Bùi Thần Hầu co đôi con ngươi lại, đôi tay kết một ấn trước ngực. Ngay sau đó, có một ấn ký hoa sen mờ ảo xuất hiện, ấn ký này dần phồng to lên gấp nhiều lần rồi tấn công Diệp Quân. Mỗi một cánh sen đều ẩn chứa một uy lực đại đạo dũng mãnh. Nhưng hiện giờ, sức mạnh đại đạo của Bùi Thần Hầu không thể đọ với Diệp Quân được nữa. Chỉ với một kiếm của hắn, vô vàn cánh hoa sen đã bị chém tan tành. Bùi Thần Hầu đã bị Diệp Quân đánh bay, khi cô ta dừng lại thì có một đường kiếm quang xuất hiện. Đường kiếm này vừa nhanh vừa mạnh. Bùi Thần Hầu hoảng sợ, nhưng không thể chống đỡ được nữa, may mà Âm Thần Hầu ở cạnh đó đã ra tay kịp thời, tung sức mạnh âm hàn ra che chắn cho cô ta. Bịch. Sức mạnh ấy cũng bị phá tan, nhưng Bùi Thần Hầu đã kịp rút lui ra xa, nới rộng khoảng cách với Diệp Quân. Sau khi dừng lại, cô ta nhìn hắn với vẻ đầu kiêng dè. Kiếm của Diệp Quân bây giờ đúng là một kiếm phá vạn pháp.
Ngoài cường giả đỉnh cấp như Phạn Chiêu đế ra thì các cường giả bình thường không thể chống lại hắn được, vì kiếm của hắn đã quá mạnh. Hiện giờ, Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu đã có ý định rút lui, vì họ biết nếu còn đánh với Diệp Quân tiếp thì kiểu gì cũng bỏ mạng ở đây. Thấy hai bọn họ không có ý định ra tay nữa, Diệp Quân lập tức mặc kệ, sau đó lại xông tới kiếp giới. Loáng cái, hắn đã lao vào bên trong. Vừa vào đến nơi thì hắn đã nhìn thấy một biển máu vô tận, mà trong biển máu ấy chứa đầy lệ khí và sát ý vô cùng, ngoài ra còn có ác niệm. Mà sức mạnh của ác niệm này đến hắn cũng không chịu nổi. Diệp Quân không ra tay tiếp nữa, mà thôi thúc huyết mạch phong ma của mình. Sau đó, sự thư thái trong ánh nhìn của hắn đã biến mất. Sức mạnh phong ma bắt đầu cắn nuốt lệ khí cùng sát ý ở xung quanh, ngay sau đó sự yên bình trong mắt Diệp Quân đã biến mất nhanh trông thấy. Cùng lúc đó, khí tức của hắn đã bùng nổ điên cuồng. Đúng lúc này, có một ngón tay màu đỏ máu thò tới trước mặt hắn. Diệp Quân lập tức giơ kiếm lên chém. Kiếm quang vỡ nát, hắn phải lùi bước, nhưng lần này, hắn đã kịp dừng bước trước khi bị đá bay ra khỏi kiếp giới. Diệp Quân ngẩng lên nhìn về phía xa, bây giờ hắn chỉ thấy một biển máu bát ngát. Trong biển máu ấy chứa đầy lệ khí cùng sát ý vô tận. Vì ảnh hưởng từ huyết mạch phong ma của hắn nên thần trí của Diệp Quân đã ngày một trở nên điên cuồng. Diệp Quân thì thầm, tháp ra, giúp ta giữ lý trí với. Lúc này, đương nhiên hắn không thể để mình rơi vào trạng thái điên cuồng. Vì một khi như vậy thì dù lực chiến đấu có tăng lên gấp bội thì hắn vẫn có thể chém giết vô tội vạ trong chân vũ trụ. Tiểu tháp, được thôi. Nghe thấy thế, Diệp Quân đã yên tâm hơn nhiều. Hắn chậm chậm ngẩng lên nhìn sâu bên trong kiếp giới, khí tức tà đạo ở đó ngày càng mạnh, khiến hắn thấy hơi lo sợ. Ác đạo. Diệp Quân nhắm mắt lại, từ sau khi bị trấn áp, mỗi ngày ác đạo càng mạnh hơn. Đến nay thực lực của nó đã mạnh đến mức không tưởng, giờ có thêm hoa ác linh nữa. Một khi nó dung hợp với tu vi và ký ức của Bách Thế thì hắn không biết ác đạo sẽ có hình thái cuối cùng thế nào, nhưng hắn dám chắc một điều là sẽ không yếu hơn Phạn Chiêu đế. Vì thế, hắn không thể để cô ta dung hợp. Quỳnh. Biển máu ở chỗ Diệp Quân chợt dung lên mãnh liệt, sau đó dâng lên cao, mà kiếm vực của hắn lại bắt đầu vỡ nát vào lúc này. Kiếm vực của hắn không thể chịu được sức mạnh của ngón tay máu này. Diệp Quân bỗng trở nên dữ tợn, hắn xua kiếm vực đi, sau đó biến thành các đường kiếm quang chém ngón tay máu ấy. Bù. Sau đó, tiếng kiếm vang lên không ngừng trong kiếp giới. Kiếm quang vỡ nát, nhưng lại xuất hiện thêm ngay. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có không biết bao nhiêu đường kiếm chém vào ngón tay màu đỏ máu kia, dập trời kiếm quang giao thoa trong kết giới. Đường kiếm này biến mất thì đường khác lại xuất hiện. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lúc này, trong suy nghĩ của Diệp Quân không còn vương chút tạp niệm nào, khí tức trên người hắn cũng tăng lên điên cuồng và ngày càng mạnh hơn. Xong. Dù thế thì hắn vẫn không thể làm gì được ngón tay kia. Ngược lại, khí tức ác đạo trong kiếp giới còn mạnh lên. Nhóm Bùi Thần Hầu chỉ thấy bàng hoàng khi chứng kiến. Phải công nhận là lần này khiến họ vô cùng chấn động, không ai ngờ ở văn minh vũ trụ cấp thấp này lại có một thứ mạnh tới vậy. Dù ở bất kỳ văn minh nào, kể cả văn minh vũ trụ cấp 9 thì nó vẫn xứng làm lão đại. Cả Diệp Quân nữa. Nếu đặt hắn ở hàng ngũ thanh niên tại văn minh vũ trụ cấp 9 thì hắn sẽ là người mạnh nhất. Khó mà tưởng tượng nổi ở đây lại có nhiều yêu nghiệt đến vậy. Như nghĩ tới điều gì đó, Bùi Thần Hầu chợt ngoái đầu nhìn về thời không hư vô kia, nhưng phát hiện không còn thấy gì nữa. Hai người đối mắt nhìn nhau rồi im lặng. Thực lực của Phạn Thần Hầu cùng Tịnh Tông chủ kia quá mạnh, lẽ ra ở văn minh vũ trụ này không thể có mới phải. Kéo đến văn minh vũ trụ cấp 9 cũng không có nhiều cường giả mạnh tới cỡ này. Âm Thần Hầu chợt trầm giọng nói, e chỉ có sư phụ mới xử lý được hai người này. Sáng Thế Đế Thần. Nghe thấy thế, Bùi Thần Hầu chợt lóe lên một tia kính nể. Trong mắt bọn họ, sư phụ tồn tại như một vị thần. Quỳnh. Đúng lúc này, có một tiếng nổ lớn vang lên từ trong kiếp giới. Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu ngoái lại nhìn thì thấy các đường kiếm quang liên tục xuất hiện trong kiếp giới, sau đó cứ bị tiêu diệt thì lại xuất hiện tiếp. Lúc này, Diệp Quân đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Đương nhiên,
nhờ có Tháp gia giúp nên hắn vẫn giữ lại một tia lý trí. Nhìn thấy thế, Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu đều tỏ vẻ kiêng dè rõ ràng. So với lúc trước thì bây giờ, Diệp Quân đã mạnh lên rất nhiều. Mà mới có bao lâu đâu. Lực chiến đấu tăng đã lạ rồi, đây còn tăng lên liên tục. Diệp Quân tập trung nhìn vào sâu trong kiếp giới, khí tức tỏa từ trong đó ra đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn biết, ác đạo sắp xung hợp hoàn toàn rồi và hắn không còn nhiều thời gian nữa. Diệp Quân hít sâu một hơi rồi nói, Tháp gia, không cần giữ lý trí cho ta nữa. Tiểu Tháp, chắc chưa, Diệp Quân gật đầu. Tiểu Tháp thoáng trầm mặc, sau đó kim quang ở mi tâm của Diệp Quân đã biến mất. Khi kim quang hoàn toàn biến mất, khí tức của hắn đã bùng nổ. Hắn đã trở nên điên cuồng thật sự. Muốn phát huy uy lực thật sự của huyết mạch phong ma thì phải rơi vào trạng thái điên cuồng. Khi Diệp Quân rơi vào trạng thái này, biển máu ở bốn bề chợt trào dâng, sau đó lùi lại, không dám tiến gần tới hắn. Ác niệm ngất trời. Bây giờ, mọi người bên ngoài đã không thể phân biệt hắn hay ác đạo mới là ác đạo thật sự. Kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân cũng đã biến thành màu đỏ máu, bên trên có máu tươi đang chảy. Đột nhiên Diệp Quân biến mất tại chỗ, sau đó có một đường kiếm mạnh mẽ mang theo sức mạnh huyết mạch vô tận cuốn vào sâu bên trong kiếp giới. Nhưng đúng lúc này, một cô gái toàn máu một màu đỏ máu đã chậm chậm bước ra từ trong kiếp giới. Ác đạo. Ác đạo bình thản nhìn đường kiếm ấy, sau đó giơ tay ra điểm nhẹ một cái. Quỳnh. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân bị đánh bay về chỗ cũ. Ác đạo giơ tay lên áp xuống. Huyết mạch phong ma quanh người Diệp Quân đã bị chấn áp, chân hắn khuỵu xuống, suýt nữa đã quỳ gối. Diệp Quân cầm chắc kiếm thanh huyên trong tay để chống chọi. Ác đạo lại áp tay phải xuống tiếp. Rắc. Kiếm thanh huyên nứt ra. Ngay sau đó, có một bàn tay nõn nà nắm lấy tay Diệp Quân. Quỳnh. Tiếp theo, luồng uy áp che phủ Diệp Quân đã biến mất hoàn toàn. Một bộ áo bào đỏ. Mái tóc trắng, dung nhan tuyệt sắc, chân thần. Nhưng ngay sau đó, thời không phía sau Diệp Quân và Từ Chân đã nứt ra, một giọng nói vang lên, chân thần ư. Danh tiếng của các hạ như tiếng sấm rền, ta đến diện kiến đây. Nhóm Bùi Thần Hầu ở bên ngoài nhìn thấy người đến xong thì biến sắc mặt, sau đó khó tin nói, không thể nào. Một người đàn ông trung niên bước ra từ phía sau Diệp Quân và Từ Chân, người này mặc một chiếc trường bào rộng rãi, mái tóc xõa vai, khí thế hiên ngang, trên mặt mỉm cười. Người này không ai khác, mà chính là Cửu Châu chủ trong truyền thuyết. Cường giả mạnh nhất của vực Cửu Châu từ trước đến nay. Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu đương nhiên đều biết Cửu Châu chủ. Tuy họ thuộc Sáng Thế Đạo Điện, nhưng đã từng điều tra về Cửu Châu chủ, vì dẫu sao vực Cửu Châu cũng thuộc văn minh vũ trụ cấp 8. Thật ra, có vực Cửu Châu của Cửu Châu chủ rồi thì nơi đây không phải văn minh vũ trụ cấp 8 nữa, mà phải ngang với cấp 9. Dù gì thì vị này cũng mạnh vô cùng. Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ Cửu Châu chủ lại xuất hiện ở đây, đồng thời còn giúp Sáng Thế Đạo Điện bọn họ. Lẽ nào ông ta cũng thuộc Sáng Thế Đạo Điện? Nghĩ vậy, hai bọn họ đối mắt nhìn nhau với vẻ chấn động. Vì rất có thể là vậy, phải biết rằng tuy họ là tín đồ của Sáng Thế Đạo Điện, nhưng họ thật sự không biết Sáng Thế Đế Thần có bao nhiêu tín đồ cùng người đi theo. Chân thần nhìn Cửu Châu chủ, sau đó ngoái lại nhìn Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân vẫn đang ở trạng thái điên cuồng, quanh người tỏa ra lệ khí cùng sát ý ngất trời. Từ Chân giơ tay phải ra vỗ nhẹ lên vai hắn. Quỳnh! Huyết mạch phong ma trong người Diệp Quân lắng xuống, biển máu trong mắt hắn cũng dần biến mất và khôi phục lại sự yên bình. Cùng lúc đó, thế xác và linh hồn cùng sức mạnh huyết mạch mà Diệp Quân đốt cháy đã bình thường trở lại. Khi nhìn thấy Từ Chân, Diệp Quân ngẩn ra rồi nói, Chân tỷ. Từ Chân mỉm cười, sau đó lau vệt máu trên khóe miệng cho hắn và nói, đau không? Diệp Quân nắm lấy tay Từ Chân rồi lắc đầu, không? Từ Chân mỉm cười, sau đó ngoái lại nhìn ác đạo. Lúc này, đóa hoa ác linh ở mi tâm của ác đạo đã dần trở nên chân thực. Khi nó biến thành thật hoàn toàn thì có nghĩa là tu vi của ác đạo sẽ đạt đến trạng thái đỉnh cao.
tu vi của vạn thế sẽ hợp nhất thành một. Khi ác đạo nhìn thấy Từ Chân thì không hề quá tức giận, trái lại còn bình tĩnh lạ thường. Từ Chân lại nhìn sang Cửu Châu chủ rồi cười nói, sáng thế đạo điện khiến ta hơi ngạc nhiên đấy. Cửu Châu chủ cười đáp, với thực lực của các hạ thì chắc cũng biết rõ đi ngược lại với đạo thì sẽ có kết cục gì rồi. Từ Chân vén tóc qua tai, nói mấy chuyện này để làm gì, chiến đi thôi. Cửu Châu chủ gật đầu, sau đó tiến lên một bước rồi giơ tay phải ra, năm ngón tay nắm thành quyền rồi tung chiêu. Cửu Châu quyền. Quyền này do ông ta tạo ra, nó sinh ra từ trong đại đạo của ông ta nên một khi thi triển, quyền ý sẽ lập tức đạt đến vô hạn, mà cũng không có giới hạn. Nó tồn tại càng lâu thì quyền ý càng mạnh, quyền ý ngất trời không nhắm vào nhóm Bùi Thần Hầu, nhưng họ vẫn thấy khó thở và toàn thân run rẩy. Nhóm Bùi Thần Hầu sợ hãi nhìn về phía Cửu Châu chủ, họ thật sự thấy rợn người. Vì quyền ý này không chĩa về họ, chỉ uy áp mà nó tỏa ra thôi đã khiến họ cảm thấy tuyệt vọng rồi. Họ cảm thấy như thể mình chỉ là một con kiến đang đối mặt với người khổng lồ. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Họ không thể sinh ra bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Lúc này, Diệp Quân không hề cảm thấy uy áp của quyền thế ấy. Vì hắn đang đứng sau lưng Từ Chân, mọi quyền ý cùng quyền thế đều bị chặn phía trước cô ta. Đối mặt với quyền ý đó, Từ Chân rất bình tĩnh, cô ta giơ tay phải ra rồi áp nhẹ xuống. Quỳnh. Ngay sau đó, cả thế gian như dừng lại. Từ Chân lại áp tay xuống. Cửu Châu quyền nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhóm Bùi Thần Hầu như chút được gánh nặng, sau đó như nghĩ tới điều gì đó, họ nhìn về phía Từ Chân với vẻ nghiêm nghị cùng sợ sệt. Phải công nhận là họ đã bị đả kích thật sự. Trước kia, ba bọn họ cũng gọi là tung hoành trong vũ trụ, họ cũng được coi là cường giả ở văn minh vũ trụ cấp 9. Còn khi đến vũ trụ cấp thấp hơn thì có thể coi là vô địch. Nhưng giờ, họ lại thấy mình thật yếu kém. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Dù là người phụ nữ váy trắng lúc trước, hay chân thân đến từ chân vũ trụ này thì đều có thực lực mạnh tới mức khó tin. Khi thấy quyền ý của mình biến mất, Cửu Châu chủ thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười nói, Phạn Thần Hầu không hề lừa ta, quả nhiên cô rất mạnh. Từ Chân ngẩng lên nhìn thời không hư vô, đương nhiên cô ta có thể nhìn thấy Tịnh Tông chủ. Cô ấy dùng ánh nhìn ở phía Tịnh Tông chủ một lát, sau đó ngoài lại nhìn Diệp Quân rồi nói, cô nương đó là gì của ngươi? Thấy vậy, Diệp Quân toát mồ hôi lạnh rồi vội nói, Tịnh Tông chủ là bạn của ta, không như Chân tỷ nghĩ đâu. Chuyện này thì không thể đùa được. Từ Chân bình thường trông điềm tĩnh, nhưng thật ra cũng rất nóng nảy. Nếu để cô ta hiểu lầm gì đó thì khéo sẽ lấy đầu hắn luôn mất. Giờ cô ta mà trở mặt thì đúng là xong đời. Từ Chân mỉm cười nói, ta có nghĩ gì đâu mà ngươi cuống lên thế. Diệp Quân cười trừ. Hắn vừa yêu vừa sợ Chân tỷ này. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Từ Chân mỉm cười, sau đó giơ tay vuốt má hắn với vẻ dịu dàng. Ở phía khác, ác đạo dần nhắm mắt lại. Hoa ác linh ở mi tâm ngày càng trở nên chân thực và đẹp đẽ. Cùng lúc đó, ác giới sau lưng cô ta đã xuất hiện vô vàn kiếp vân màu đỏ máu. Vũ trụ kiếp đang dần hình thành. Vũ trụ kiếp lần này không hề bình thường, đây là vũ trụ kiếp đã bị trấn áp rất nhiều lần. Hơn nữa, ác đạo của lúc này đã không thể so với lúc trước nữa. Khi vũ trụ trụ kiếp bắt đầu hình thành, một luồng kiếp uy dần lan ra xung quanh. Cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, Diệp Quân thoáng lo lắng, khí tức ác đạo dần bất thường rồi. Đúng lúc này, Cửu Châu chủ ở phía xa chợt tiến lên một bước, nhưng bước này của ông ta khiến thời không trở nên hư ảo. Diệp Quân lập tức biến sắc mặt, vì hắn không cảm nhận được thấy Từ Chân nữa. Từ Chân và Cửu Châu chủ không biết đang ở thời không nào, hắn không thể cảm nhận được. Cửu Châu chủ nhìn xung quanh trong thời không không tên rồi cười nói. Đây là nơi ngày xưa ta thành đạo và nghịch đạo, ở đây. Từ Chân, nói mấy chuyện này làm gì? Cửu Châu chủ cười phá lên, cũng đúng, sau đó ông ta xòe tay phải ra rồi khẽ áp xuống, loáng cái xung quanh đã xuất hiện những luồng khí tức cổ xưa. Khí tức đại đạo. Đạo cũng chia thành mạnh yếu, đại đạo ông ta đang vận hành đã vượt khỏi nhận thức của rất nhiều người, nó là đại đạo mà nhiều người chưa từng thấy. Khi các luồng khí tức đại đạo cổ xưa xuất hiện,
thể xác và thần phách của Từ Chân ở phía xa đã bắt đầu trở nên mờ ảo. Cửu Châu chủ nhìn Từ Chân rồi nắm tay phải lại. Uỳnh. Ngay sau đó, thời không xung quanh đã bắt đầu bốc cháy như tờ giấy. Khi Từ Chân sắp hóa thành cho bụi thì cô ta khẽ xua tay, mọi thứ lập tức trở lại bình thường, thay vào đó các khí tức đại đạo của Cửu Châu chủ lại tan biến. Cửu Châu chủ cười nói, đi ngược lại với đạo, bảo sao cô dám trấn áp ác đạo, ra là cô đang đi trên con đường trái nghịch với đạo. Từ Chân bình tĩnh nói, thuận thì thành nô, nghịch thì thành đạo. Ha ha! Cửu Châu chủ bật cười, chân thần, ta không hề cười nhạo cô đâu, mà đang thật sự công nhận đấy. Vì ta của trước kia cũng từng nghĩ y như vậy, tu sĩ thời ta sinh ra đã muốn nghịch thiên nghịch đạo và ta cũng làm thế. Tiếc là sự thật đã chứng minh rằng cuộc đời có rất nhiều chuyện không theo ý mình. Từ Chân bình tĩnh nói, ta không có hứng nói chuyện với ông, đánh luôn đi được không? Ta sợ nếu mình ra tay trước thì chẳng may đánh chết ông mất. Cửu Châu chủ vẫn không hề nổi giận, mà mỉm cười, được thôi. Nói rồi, ông ta tiến lên rồi tung chiêu. Cửu Châu đạo quyền. Quyền lần này khác hẳn trước, vì quyền ý vô hạn, không có cực hạn, cũng không có vòng tuần hoàn, mà liên tục lột xác, một quyền đánh ra, đại đạo vô hạn. Uy lực của nó đã vượt qua quyền ban nãy. Khi quyền đó xuất hiện, cơ thể của Từ Chân lại trở nên mờ ảo. Cô ta chuẩn bị bị tiêu diệt. Một cách triệt để. Nhưng Từ Chân vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, cô ta chỉ nắm chặt tay phải lại. Loáng cái, cô ta đã từ trạng thái mờ ảo trở nên chân thực, sau đó cô ta tung một quyền ra. Quyền ý kia lập tức bốc cháy, sau đó hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, Cửu Châu chủ liên tục lùi lại, ông ta lùi đến đâu, vô vàn thời không vỡ nát và biến mất đến đó. Không biết qua bao lâu sau, ông ta mới dừng lại. Nhưng vẫn có rất nhiều thời không vỡ nát và tan biến. Một quyền của Từ Chân quá mạnh. Lúc này, thể xác của Cửu Châu chủ đã nứt, thần phách mờ ảo nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường rồi đến thể xác. Từ Chân bình tĩnh rồi nhìn lên trên. Cửu Châu chủ hồi phục xong thì ngẩng lên nhìn thầy luyện đan, sau đó nụ cười trên môi ông ta đã tắt, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Từ Chân đến từ vũ trụ cấp thấp này có thực lực mạnh hơn ông ta tưởng rất nhiều. Từ Chân nhìn Cửu Châu chủ thì thấy ông ta chỉ trầm mặc, chứ không ra tay nữa. Sau đó, ông ta chợt nhớ tới lời của Phản Chiêu Đế, cô ta chỉ yêu cầu ông ta giữ chân Từ Chân thôi. Khi ấy, ông ta cảm thấy coi thường, nhưng giờ mới hiểu tại sao Phản Chiêu Đế lại nói vậy. Khi hai người giao thủ, một người đàn ông trung niên đang nhìn xuống họ. Đây chính là chủ nhân của bút đại đạo. Có một người đàn ông đứng phía sau chủ nhân bút đại đạo, người này mặc một chiếc áo bào rộng rãi, tay cầm một bình rượu trắng, trông rất tiêu sái. Đó chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ quan sát trận đánh ở bên dưới, sau đó làm một ngụm rượu rồi nói, ông định không tham gia thật à. Chủ nhân bút đại đạo không nói gì mà chỉ bình tĩnh nhìn xuống dưới. Vô Biên Chủ lau rượu còn vương trên khóe miệng. Sau đó ngoái lại nhìn chủ nhân bút đại đạo rồi cau mày nói, rốt cuộc ông đang nghĩ gì thế hả? Ông ta cứ ngỡ chủ nhân bút đại đạo đứng về phe nhà họ Dương, nhưng giờ xem ra sự việc không hề đơn giản. Mà ông ta còn biết rõ lão già này chắc chắn sẽ không đánh khi không nắm chắc phần thắng. Nếu chủ nhân bút đại đạo ra tay với Diệp Quân vào lúc này thì chắc chắn nắm chắc phần thắng. Nghĩ vậy. Phổ Biên Chủ ngoái lại nhìn về phía Diệp Quân ở bên dưới thì thấy hắn đã khác trước, đúng là trên người hắn không còn số kiếp thiên mệnh nữa, số mệnh cũng không còn vô địch như xưa. Nói cách khác thì bây giờ, hắn chỉ là một thiên tài mà thôi. Mà trong vũ trụ bao lao này, một thiên tài yêu nghiệt chẳng là gì với chủ nhân bút đại đạo cả. Phổ Biên Chủ bỗng cảm thấy rất lo lắng, đương nhiên ông ta đứng về phe Diệp Quân, dẫu sao đó cũng là con trai của huynh đệ tốt của ông ta. Còn chủ nhân bút đại đạo thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước. Bên dưới. Trong thời không đặc biệt, Từ Chân nhìn Cửu Châu chủ đã ngưng tụ lại thể xác và thần phách, mà không chút dao động. Cửu Châu chủ nhìn Từ Chân đăm đăm, sau đó nắm chặt tay phải lại, khí tức đại đạo lập tức tuôn ra như thủy triều. Nhưng các khí tức đại đạo ấy không thể đến gần phạm vi của Từ Chân được. Cô ta đứng đó vững vàng như núi, không thể chạm tới. Cửu Châu chủ chợt nhắm mắt lại,
Sau đó cơ thể ông ta trở nên mờ ảo, loáng cái đã có một quyền ý xuất hiện. Khi nhìn thấy quyền ý đó, chủ nhân bút đại đạo chợt nhíu mày rồi nói, quá khứ thân. Vô biên chủ làm tiếp ngụm rượu nữa rồi hỏi, quá khứ thân. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, cửu châu chủ này cũng có chút bản lĩnh đấy. Vô biên chủ, quá khứ thân là sao? Chủ nhân bút đại đạo đáp, bảo ông đọc sách nhiều vào thì không nghe. Vô biên chủ. Chủ nhân bút đại đạo tiếp tục nhìn xuống dưới rồi giải thích, quá khứ thân là ông ta triệu hồi bản thân của quá khứ đến để dung hợp với bản thân ở hiện tại. Ông ta không chỉ dùng sức mạnh của bây giờ, mà còn có sức mạnh của quá khứ, hai sức mạnh hợp nhất, thực lực tăng lên không tưởng. Thực lực tăng lên không tưởng. Vô biên chủ lập tức cau mày. Chủ nhân bút đại đạo, thực lực càng mạnh thì hạn chế càng lớn, đến cấp bậc như ông ta rồi thì tu vi khu dung hợp đạo của quá khứ và hiện tại chắc sẽ được coi là một loại cấm đoán, nhưng ông ta lại không bị hạn chế gì cả. Nói rồi, chủ nhân bút đại đạo im lặng xem tiếp. Vô biên chủ, ông nói hết trong một lần đi được không? Chủ nhân bút đại đạo nhìn cửu châu chủ ở phía dưới rồi nói, thông đạo là một cảnh giới cổ, bắt nguồn từ văn minh vũ trụ cấp 10. Người đạt đến cảnh giới này được gọi là thông đạo giả. Người này chỉ cần động tinh thần là có thể cảm nhận được trời đất, vô vàn nhân quả cùng mọi sự biến hóa. Ngoài ra còn có thể kết nối suy nghĩ với tổ đạo để tiếp thu các ý niệm mà tổ đạo truyền thụ, từ đó biết rõ vòng tuần hoàn nhân quả của đất trời. Nói rồi, ông ta thoáng ngập ngừng rồi mới tiếp lời, trong văn minh vũ trụ cao cấp, khi có tu vi quá cao thì tu sĩ sẽ bị ràng buộc. Ví dụ như cửu châu chủ chẳng hạn, khi ông ta động tinh thần để làm một việc gì đó, nếu việc ấy phá hỏng trật tự của trời đất thì sẽ vi phạm quy định của tổ đạo. Tổ đạo sẽ cấm ông ta lom vậy, nếu ông ta vẫn cố chấp làm thì sẽ gặp kiếp nạn. Nhưng nếu trời đất xuất hiện tình trạng trật tự bị phá hỏng và đi ngược với tồn tại của tổ đạo sẽ âm thầm giao nhiệm vụ cho ông đi xử lý. Ông mà làm được thì sẽ nhận được lợi ích lớn. Vô biên chủ nghe đến đây thì lập tức hiểu ra rồi nhìn Từ Chân, cô ta chính là người phá hỏng trật tự à? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, thường thì cô ta trấn áp ác đạo chỉ có thể coi là việc nhỏ, dẫu sao nơi đây cũng có cấp rất thấp và hẻo lánh. Nhưng vấn đề là cô ta không chỉ trấn áp một chút, mà trấn áp người ta rất rất lâu rồi. Hơn nữa, còn có Diệp Quân, hắn không đi ngược với trật tự, nhưng lại tạo phản, ngoài ra còn có hai người như Từ Chân và Tịnh Tông chủ giúp hắn. Vì vậy, nhân quả này quá lớn, đương nhiên làm kinh động đến tổ đạo, chắc chắn còn có do phản chiêu đế nữa. Vô biên chủ trầm giọng nói, sự ra đời của ác đạo có phù hợp với trật tự tổ đạo gì đó không? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Vô biên chủ trầm mặc rồi xa sầm mặt. Chủ nhân bút đại đạo nói tiếp, cửu châu chủ này đang làm thuận theo đạo. Vô biên chủ, nói vậy thì nhà họ Dương mới là phản diện à? Chủ nhân bút đại đạo cười trừ. Vô biên chủ. Chủ nhân bút đại đạo, thật ra, nhìn từ góc độ công bằng mà nói thì cách suy nghĩ của tên này cũng không sai. Dẫu sao, vũ trụ quan huyên cũng có rất nhiều sinh linh, mà giờ bảo diệt trừ là diệt trừ thì chủ của vũ trụ quan huyên chắc chắn không chấp nhận. Còn với tổ đạo mà nói thì tiêu diệt sinh linh của một vũ trụ để bắt đầu lại, tiến vào một vòng luân hồi mới cũng không sai. Đây là đại đạo, vòng tuần hoàn của đại đạo. Vô biên chủ, vấn đề lập trường. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, nếu là ông thì ông sẽ đứng về phía Diệp Quân, còn nếu là người hay sinh linh khác thì sẽ về phe tổ đạo. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Quân rồi tiếp lời, hắn cần thời gian, nhưng đâu phải muốn gì là được nấy trên đời này. Vô biên chủ nhìn xuống cửu châu chủ ở bên dưới, khi cửu châu chủ triệu hồi bản thân của quá khứ, khí tức của cửu châu chủ đã có sự thay đổi lớn chóng mặt. Thâm sâu khó lường. Cường giả ở cấp bậc này chỉ cần dùng một ý niệm thôi đã đủ để tiêu diệt một văn minh vũ trụ cấp 8 rồi. Cửu châu chủ giơ tay phải ra rồi nắm chặt. Loáng cái, có một quyền ý đã xuất hiện. Cửu châu quyền. Lần này, quyền ý của ông ta đã không thể so được với trước. Khi quyền ý ấy xuất hiện, vô vàn thời không đã bị hòa tan như ngọn nến. Thời không mà chủ nhân bút đại đạo cùng vô biên chủ đang đứng cũng dần bị hòa tan. Thấy thế, vô biên chủ chợt biến sắc mặt. Lúc này, chủ nhân bút đại đạo lập tức vung tay phải lên. Ngay sau đó,
quyền ý cửu châu đang thâm nhập vào thời không này đã tan biến. Vô biên chủ ngoảnh sang nhìn chủ nhân bút đại đạo rồi dựng ngón tay cái. Chủ nhân bút đại đạo nhìn xuống cửu châu chủ và Từ Chân, không biết ông ta đang nghĩ gì. Từ Chân ở phía đối diện cửu châu chủ nhìn thấy quyền ý ấy thì vẫn rất bình tĩnh. Khi quyền ý như con sóng lớn dâng đến, cô ta chợt giơ tay phải ra rồi khẽ điểm hai ngón tay. Rắc! Sau đó, quyền ý đã vỡ nát như hòn đá rơi xuống mặt nước. Tiếp theo, quyền ý vẫn tiếp tục tan vỡ rồi biến mất. Cùng lúc đó, cơ thể cùng thần phách của cửu châu chủ lại trở nên mờ ảo. Thấy thế, phổ biên chủ tỏ vẻ ngạc nhiên, chân thần này mạnh thế nhỉ? Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn Từ Chân rồi gật đầu, kẻ nghịch đạo. Phổ biên chủ, kẻ nghịch đạo ư, có cả cách gọi này à? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, nghịch đạo cũng có thể gọi là đạo tự do. Đạo này không có cảnh giới, mà tùy theo trình mỗi người. Trên đời có rất ít người như vậy, vì họ không sống được lâu, nhưng nếu ai sống được thì đều rất đỉnh. Vô biên chủ, lợi hại. Nói rồi, ông ta lắc đầu cười trừ. Trước kia, ông ta cũng là cường giả tuyệt thế một phương, nhưng giờ thì phải công nhận là đã hơi tụt hậu rồi. Chủ nhân bút đại đạo liếc vô biên chủ, sau này ông rửa chân ít thôi. Vô biên chủ. Trong thời không đặc biệt, khi nhìn thấy Từ Chân dễ dàng phá bỏ quyền ý cửu châu của mình, cửu châu chủ đã phải nhíu mày. Đánh đến giờ, ông ta đã phát huy 7 phần thực lực, mà chân thần này vẫn dễ dàng đối phó được. Ông ta biết chân thần này mạnh hơn mình rồi. Cửu châu chủ cười nói, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Nói rồi, ông ta nhắm mắt lại, sau đó nắm chặt tay phải. Loáng cái, cả thời không đặc biệt đã hóa thành cho bụi, còn ông ta cũng trở nên mờ ảo. Quỳnh! Vô vàn quyền ý ở xung quanh đã tấn công Từ Chân. Dồn hết toàn lực vào một chiêu. Từ Chân lập tức phất ống tay áo. Bù! Ngay sau đó, các quyền ý kia đã lại vỡ nát và tan biến. Thấy vậy, phổ biên chủ nghiêm mặt nói, rốt cuộc thực lực của cô ta mạnh tới đâu? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh đáp, ông sẽ biết ngay thôi. Phổ biên chủ nhìn chủ nhân bút đại đạo với vẻ đầy nghi hoặc. Chủ nhân bút đại đạo, đối thủ của cô ta không phải cửu châu chủ. Nghe xong, phổ biên chủ càng mù mờ hơn. Chủ nhân bút đại đạo không giải thích nữa mà nói, xem tiếp đi. Phổ biên chủ tiếp tục theo dõi trận chiến. Nhưng ngay sau đó, quyền ý mà cửu châu chủ tung ra đã tan biến, cùng lúc đó, thể xác và thần phách của ông ta lại bị diệt trừ. Xong, khi ông ta sắp biến mất thì có một luồng sức mạnh thần bí từ trên cao chui vào người ông ta. Tiếp đó, thể xác và thần phách của cửu châu chủ đã bình thường trở lại. Thấy vậy, mọi người ở đây đều sững sờ. Chuyện quái gì vậy? Từ Chân ở phía xa ngẩng lên nhìn trời rồi cười nói, tổ đạo, cuối cùng không nhịn được nữa rồi à? Tổ đạo! Nghe thấy thế, vô biên chủ mới hiểu ra, đối thủ thật sự của Từ Chân không phải cửu châu chủ, mà là tổ đạo đến từ văn minh vũ trụ cấp 10. Nguồn gốc của vạn đạo. Tất cả các đại đạo ở văn minh vũ trụ dưới cấp 10 đều từ đây mà ra. Vì thế, nó còn được gọi là tổ của vạn đạo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn lên cao rồi nói, nên kết thúc rồi. Tổ đạo. Tất cả mọi người đều nhìn lên trên cao, song họ không nhìn thấy gì cả. Đến vô biên chủ cũng vậy. Vô biên chủ ngoảnh sang nhìn chủ nhân bút đại đạo thì thấy ông ta nói, không nhìn thấy à? Vô biên chủ gật đầu. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, thực lực yếu quá. Vô biên chủ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn lên trên cao với vẻ nghiêm nghị. Tổ đạo. Tổ đạo quản lý mọi thời không, mọi sự tồn tại, mọi đạo pháp, duy độ, nhân quả, pháp tắc, duyên phận, thế giới. Một sự tồn tại mà không ai sở thấy, suy đoán hay làm gì được. Nguồn gốc của vạn đạo. Cách biệt hoàn toàn với thế gian. Cũng chính vì thế mà ngoài Từ Chân và chủ nhân bút đại đạo ra thì không ai có thể nhìn thấy được, vì tổ đạo không có danh trạng nên không thể nhìn thấy. Khi tổ đạo xuất hiện, cửu châu chủ lập tức hành lễ, sau đó tránh sang một bên với vẻ cung kính. Trước kia,
ông ta cũng tưởng mình là một kẻ nghịch đạo, cho đến khi bị một vố nhớ đời thì ông ta mới biết mình ngu dốt đến mức độ nào. Kiểu giống như nhà giàu mới nổi, tự dưng có nhiều tiền nên nghĩ mình giàu lắm. Nhưng khi đến một nơi thuộc tầng lớp cao hơn, tiếp xúc với thế giới mà mình chưa từng biết thì mới phát hiện mình thật ngu ngốc. Chúng ta đều chỉ như những con ếch ngồi dưới đáy giếng, miệng giếng rộng đến đâu thì biết đến đấy. Từ Chân bình tĩnh quan sát bầu trời, cô ta không hề có vẻ ngạc nhiên. Rất lâu về trước, cô ta đã cảm nhận được sự tồn tại của tổ đạo. Cô ta cũng biết rõ ngày này sớm muộn sẽ đến, vì đạo mà cô ta đi là con đường đối nghịch. Đại đạo là một loại quy tắc, một sự trói buộc. Người không tu hành theo cảnh giới thì sẽ là kẻ nghịch đạo. Có một ảo ảnh mơ hồ đứng trên không trung. Ngoài Tịnh Tông Chủ và Phạn Chiêu Đế ra, chỉ còn chủ nhân bút đại đạo và Từ Chân có thể nhìn thấy ảo ảnh này. Hóa thân của tổ đạo. Lúc này chợt có một giọng nói vọng từ trên cao xuống, chân thần, người đã đến cảnh giới này rồi thì nên biết đạo lý đại đạo tự nhiên, thiên đạo tuần hoàn. Tại sao biết rồi mà vẫn vi phạm, định đi ngược lại với đạo hay sao? Từ Chân cười nói, một lần vũ trụ kiếp khiến vô vàn sinh linh bị tiêu diệt, đó là thiên đạo à? Giọng nói kia, vũ trụ sinh ra với tài nguyên có hạn, chúng sinh không biết tiết chế việc cướp đoạt nên kiếp nạn này cũng do họ gây ra. Bây giờ tiêu diệt chúng sinh cũng là theo vòng tuần hoàn của thiên đạo, nhân quả báo ứng, không trách ai được. Sau đó, Vô Biên Chủ chợt lên tiếng, tổ đạo, người bảo đó là vòng tuần hoàn của thiên đạo, nhân quả báo ứng. Nhưng người có thử nghĩ trên đời có bao nhiêu sinh linh vô tội không? Ví dụ như trẻ nhỏ, chúng có tu luyện đâu thì làm gì sai chứ? Tổ đạo liếc nhìn Vô Biên Chủ, sau đó lại nhìn sang chủ nhân bút đại đạo. Tổ đạo, chủ nhân bút đại đạo, chuyện này ngươi rõ hơn ai hết, hay ngươi giải thích cho bạn mình đi? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, thôi tự ngươi giải thích đi. Tổ đạo, cũng được, mỗi một vũ trụ đều có một vòng luân hồi. Sau khi một người tu luyện đến một trình độ nhất định thì tuổi thọ sẽ cạn, sau đó sẽ chuyển thế trùng sinh, sống một đời khác. Nếu người đó tiếp tục tu luyện đến khi tuổi thọ cạn tiếp thì lại chuyển thế. Đó là vòng tuần hoàn, trong một vũ trụ, trừ một số ít người ra thì mọi người bây giờ đều là người của trước kia hết. Nghe xong, mọi người đều ngẩn ra. Vô Biên Chủ cũng nghệt mặt, sau đó nhìn sang chủ nhân bút đại đạo thì thấy ông ta gật đầu. Đơn giản mà nói thì đừng nghĩ mình đang vô tội, vì tội còn từ kiếp trước cơ. Vô Biên Chủ, vớ vẩn. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh giải thích, sự thật đúng là vậy, nếu ông muốn nói đến vô tội thì hẳn tên họ Diệp kia là vô tội nhất. Vì hắn không có kiếp trước, chưa từng tạo nghiệp, vũ trụ kiếp xuất hiện thì đúng là hắn rất vô tội. Nói xong, ông ta nhìn xuống Diệp Quân ở bên dưới. Vô Biên Chủ, lẽ nào không có cách giải quyết sao? Chủ nhân bút đại đạo, tên họ Diệp kia tạo ra trật tự. Nếu có thể tăng hạn chế cho cường giả ở vũ trụ này thì sẽ là một cách giải quyết đấy. Vô Biên Chủ nói ngay, thế thì thử đi. Chủ nhân bút đại đạo lừ mắt, ông nói sao thì được vậy à? Vô Biên Chủ trầm ngâm, lập trường của ông kiểu gì thế hả? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, ta chẳng có lập trường gì hết. Vô Biên Chủ cạn lời. Chủ nhân bút đại đạo, vũ trụ kiếp xuất hiện, chúng sinh bị diệt vong. Tội nghiệp từ kiếp trước sẽ được tính toán hết. Ai cũng thấy chuyện này vớ vẩn, vì dẫu sao kiếp trước cũng là kiếp trước, giờ là kiếp mới rồi, của cải làm ra từ kiếp trước đến kiếp này cũng có xài được đâu. Nói rồi, ông ta lắc đầu, đứng về lập trường của vũ trụ thì ông sẽ thấy vũ trụ kiếp xuất hiện để mở lại vũ trụ. Đây là việc nên làm, vì nếu không thế mà cứ để mặc chúng sinh giành giật cướp bóc của nhau thì cuối cùng vũ trụ cũng sẽ không chịu nổi và bị hủy diệt thôi. Vậy là đúng hay sai? Vô Biên Chủ thoáng vẻ phức tạp. Đây không còn là vấn đề đúng sai, mà là về lập trường nên không có ai sai cả. Khi gặp chuyện này thì chỉ có thể xem nắm đấm của ai mạnh hơn thôi. Vô Biên Chủ nhìn lên cao nhưng vẫn không thấy được tổ đạo, thậm chí còn không cảm nhận được. Nhưng ông ta biết thực lực của tổ đạo này chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Chủ nhân bút đại đạo im lặng nhìn tổ đạo ở trên cao. Phía dưới, Diệp Quân cũng đang nhìn lên trời. Hắn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của tổ đạo, nhưng có thể nghe thấy giọng nói. Một sự tồn tại không biết mạnh tới đâu. Diệp Quân hít sâu một hơi,
sau đó xòe tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn tiểu tháp rồi nói, tháp gia, trận này sống chết ra sao khó đoán rồi. Tiểu tháp tức tối nói, đừng nói nhảm nữa, ta đã đi theo ba đời nhà ngươi rồi nhưng chưa từng bỏ mặc ông hay cha ngươi, giờ đến ngươi cũng thế, hiểu chưa? Diệp Quân bật cười, sau đó cất tháp ra đi. Hắn lại ngẩng nhìn lên cao mà không chút sợ sệt. Tổ đạo nói với Từ Chân, chân thần, người tu luyện đến cảnh giới này cũng chẳng dễ dàng gì, có chắc vẫn muốn đi trên con đường nghịch đạo không? Từ Chân cười đáp, ngươi có lập trường của ngươi, ta cũng vậy, dùng nắm đấm để giải quyết đi. Đến giờ phút này thì cô ta đã biết không còn gì để nói nữa cả. Tổ đạo gật đầu, sau đó giơ tay ra điểm, nhưng không nhắm vào Từ Chân. Quỳnh. Ngay sau đó, trong cơ thể ác đạo chợt tỏa ra một luồng khí tức khủng bố, hoa ác linh màu đỏ máu ở mi tâm của cô ta nhanh chóng trở nên chân thực. Tu vi vạn thế đã hoàn toàn dung hợp. Ngay từ giây phút đó, các kiếp uy đáng sợ đã ngưng tụ phía sau cô ta. Vũ trụ kiếp. Nhóm Bùi Thần Hầu ở bên ngoài cũng đang run rẩy cả thể xác lẫn thần hồn, vũ trụ kiếp đúng là đáng sợ. Đương nhiên họ đã từng chứng kiến vũ trụ kiếp, hơn nữa còn thấy ở văn minh vũ trụ cấp 8. Song, vũ trụ kiếp đó không thể so với vũ trụ kiếp của hiện tại được. Nhóm Bùi Thần Hầu ngơ ngác nhìn nhau, không ai ngờ vũ trụ kiếp ở vũ trụ cấp thấp này có thể khủng khiếp tới vậy. Hơn thế nữa, nó vẫn đang không ngừng mạnh thêm như không có giới hạn. Ác đạo dần mở mắt ra, trong đôi mắt cô ta có huyết lôi dập dềnh, cô ta ngẩng lên rồi cười nói với Từ Chân, chân thần, ta phải thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không ngờ bị ngươi liên tục trấn áp thì ta chưa thể có được thực lực như bây giờ. Đúng như cô ta nói, thật ra cô ta không thể có được thực lực như hiện nay. Nhưng vì sự trấn áp của Từ Chân nên mỗi ngày cô ta đều mạnh lên. Đến nay, sau khi tu vi vạn thế dung hợp, thực lực của cô ta đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Từ Chân thờ ơ nhìn ác đạo rồi nói, nếu muốn cảm ơn ta thì dập đầu một cái đi. Mọi người! Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt ác đạp chợt trở nên dữ tợn. Nhưng loáng cái, cô ta lại bật cười, sau đó ngoảnh sang nhìn Diệp Quân, chân thần, ngươi thích tên đàn ông khốn kiếp này đúng không? Được thôi, hôm nay ta sẽ giết hắn trước mặt ngươi, ta thật sự rất mong trông thấy biểu cảm của ngươi lúc đó. Nói rồi, cô ta đã giơ tay phải lên rồi chộp về phía Diệp Quân. Diệp Quân ở đằng xa bỗng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ như một ngọn núi đè xuống người mình. Lúc này trái tim hắn như bị một mảng lưới lớn vô hình tóm lấy, đến mức nghẹn thở. Diệp Quân bỗng nói, tháp ra. Một tia sáng vàng bỗng lao lên từ trong người Diệp Quân. Thoáng chốc uy lực cực mạnh bao trùm lấy hắn đó bị phá vỡ. Thấy thế ác đạo cách đó không xa nhíu mày. Lúc này quanh người Diệp Quân, ngoài huyết quang của mình thì còn có một tia sáng vàng nữa. Sau khi tháp ra dung hợp với Diệp Quân, khí tức của hắn đã có sự thay đổi rõ rệt, khí tức đó chỉ yếu hơn ác đạo một chút. Phải biết rằng, bây giờ tiểu tháp đã được cải tạo. Khi nhìn thấy khí tức của Diệp Quân bỗng thay đổi đáng sợ như vậy, ác đạo nhíu chặt mày. Diệp Quân hít sâu một hơi, phải nói là hắn cũng khá ngạc nhiên, hắn không ngờ sau khi cải tạo, tháp ra lại mạnh như vậy. So với trước đây quả thật là một trời một vực. Tháp ra trở mình rồi. Diệp Quân thu lại suy nghĩ, nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, kiếm Thanh Huyên không ngừng run rẩy. Diệp Quân bỗng ngẩng đầu lên nhìn ác đạo cách đó không xa, giấy lên tâm niệm, kiếm lao đến. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân đã đến trước mặt ác đạo, nhát kiếm này không chỉ có sức mạnh kiếm đạo và sức mạnh huyết mạch của hắn, mà còn có sức mạnh của tháp gia. Thế nhưng ngay lúc kiếm của hắn chỉ còn cách ác đạo chừng nửa trượng, một tấm khiên máu bỗng chắn trước mặt ác đạo. Kiếm Thanh Huyên đâm vào trên chiếc khiên máu khiến nó rung lên, sức mạnh cực lớn đó khiến Diệp Quân văng ra xa. Nhưng lúc Diệp Quân văng ra xa, kiếm Thanh Huyên của hắn bỗng biến thành tia kiếm quang chém về phía ác đạo. Ác đạo bỗng giơ tay lên gãy một cái. Vèo. Kiếm Thanh Huyên bị văng đi. Ở đằng xa, Diệp Quân dừng lại bỗng xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên rơi vào trong tay hắn, hắn nắm chặt kiếm Thanh Huyên, cả người run lên, lại biến thành một tia kiếm quang lao đến trước mặt ác đạo lần nữa.
nhất kiếm quyết sinh tử. Uy lực của nhát kiếm này lao về phía ác đạo hệt như một dòng nước lũ, ngay khi thế kiếm cực mạnh xuất hiện, tinh không xung quanh đổi màu và bắt đầu chôn vùi, không thể chịu đựng được sức mạnh của hắn. Ác đạo ở cách đó không xa không cảm xúc nhìn nhát kiếm của Diệp Quân, cô ta bỗng tung ra một quyền. Ầm. Một tia huyết quang lập tức đánh nát quyền thế của Diệp Quân, cùng lúc đó Diệp Quân bị sức mạnh đáng sợ của nắm đấm đẩy vào thời không ám vô, sau khi bị đẩy vào thời không này, hắn vẫn lùi về phía sau, vì tốc độ quá nhanh, cơ thể không chịu nổi đã bị thiêu đốt. Diệp Quân bỗng cầm kiếm Thanh Huyên trong tay đâm về phía trước, một luồng sức mạnh xuyên thấu vào thời không trước mặt, hắn tựa vào kiếm Thanh Huyên bỗng dừng lại, vừa dừng lại, một vệt máu tràn ra từ khóe miệng hắn. Lúc này hắn cảm thấy cả người mình như tan rã. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, xuyên qua thời không hư vô, hắn nhìn thấy ác đạo, cả người ác đạo đỏ như máu, lúc này cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Ác đạo khinh thường nói, tiếp tục nào. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, người dùng hết sức chưa? Vẫn còn, tiểu tháp nói. Diệp Quân hít sâu một hơi, đến đi. Được, tiểu tháp nói. Hắn vừa dứt lời, một tia sáng vàng bỗng bộc phát ra từ trên người Diệp Quân, chỉ trong chốc lát, toàn bộ thời không ám vô bắt đầu bị chôn vùi. Sức mạnh của tháp ra. Tay phải Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, ngay sau đó ba loại huyết mạch trong cơ thể hắn lại lần nữa đốt cháy, cùng lúc đó thân xác và thần hồn của hắn lại thiêu đốt. Liều mạng chiến đấu. Hắn đã không còn đường lui nữa. Diệp Quân bỗng mở mắt ra, ngay sau đó hắn đã lao ra từ trong thời không ám vô. Một tia kiếm quang xuất hiện trước mặt ác đạo. Ác đạo híp mắt, chỉ về phía trước, một tia huyết lôi bỗng lao ra từ đầu ngón tay cô ta. Ầm. Ngay khi tia huyết lôi va chạm với kiếm quang của Diệp Quân, một luồng sức mạnh đáng sợ lập tức bộc phát, Diệp Quân lại bị văng ra xa lần nữa, nhưng lần này ác đạo cũng bị chấn động lùi về sau cả mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, cô ta cúi đầu xuống nhìn tay mình, tay cô ta đã xuất hiện vết nứt. Cô ta nhíu mày. Ở phía xa, khi nhìn thấy ác đạo lùi lại mấy trăm trượng, trong mắt Diệp Quân bỗng hiện lên vẻ phấn khích, xem ra ác đạo này cũng không phải là vô địch. Có thể đánh. Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó, tung ra nhất kiếm quyết sinh tử lần nữa. Bây giờ hắn rút kiếm ra, hắn nghĩ đây là nhát kiếm cuối cùng của mình, thế nên thanh kiếm này có khí kiếm vô cùng mạnh với hắn. Chỉ riêng uy lực toát ra từ đó cũng đã khiến mấy người Bùi Thần Hầu ở phía xa lùi về sau một khoảng xa. Lúc này, sắc mặt mấy người Bùi Thần Hầu cực kỳ khó coi, vì họ nhận ra lúc này họ có đứng trước mặt Diệp Quân thì cũng rất nhỏ bé chứ đừng nói là đánh với Diệp Quân. Chuyện này quá mức khủng khiếp, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Diệp Quân có thể tăng sức chiến đấu của mình lên bằng nhiều cách khác nhau. Cách đó không xa, khi đối mặt với nhát kiếm của Diệp Quân, ánh mắt ác đạo hiện lên một tia là ác, cô ta bỗng tiến lên một bước, xòe tay ra, một tia huyết lôi màu đỏ tuôn ra từ trong lòng bàn tay. Ầm. Sau khi kiếm quang và huyết quang bị phá nát, một luồng sóng xung kích đáng sợ lan ra, khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người Bùi Thần Hầu thay đổi, tất cả đều lùi về sau, thế nhưng vẫn hơi chậm, bị đánh văng ra xa hàng vạn trượng. Diệp Quân cũng bị đánh văng xa ra lần nữa. Nhưng ác đạo đó cũng bị sóng xung kích của thế kiếm đáng sợ đó đánh lùi về sau cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, cô ta cúi đầu xuống nhìn tay phải của mình, lúc này vết nứt trên tay phải đã lớn hơn trước rất nhiều, trên đó vẫn còn sót lại kiếm khí. Ác đạo khẽ cau mày, khẽ vung tay phải lên, kiếm khí còn sót lại trong tay cô ta lập tức tiêu tan, sau đó cô ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân cách đó không xa, lúc này Diệp Quân trông rất thê thảm, thân hình như bị nứt thành từng mảng, cả người be bét máu. Đòn tấn công vừa rồi suýt nữa đã đánh nát thân xác của hắn. Nhưng ánh mắt Diệp Quân vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu. Diệp Quân lau máu trên khóe miệng, hắn nhìn ác đạo, lúc này giọng tháp ra vang lên, e là hai chúng ta không đánh lại cô ta. Lúc này Diệp Quân đã đánh đòn át chủ bài của mình, thế nhưng vẫn không chiếm được ưu thế, hơn nữa đánh đến giờ ác đạo ở cách đó không xa vẫn rất bình tĩnh, ung dung. Diệp Quân bỗng nói, lại lần nữa. Vừa dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó, thoáng chốc một tia kiếm quang màu đỏ dài cả vạn trượng đánh đến trước mặt ác đạo. Ác đạo bỗng giơ ngón tay lên, lôi quang lóe lên trên đầu ngón tay cô ta.
Bùm! Kiếm quang và lôi quang cùng vỡ nát, ác đạo lui lại mấy ngàn trượng, nhưng thân xác Diệp Quân nổ tung tại chỗ, biến thành vô số ngọn lửa. Thân xác nứt ra. Diệp Quân nhìn thân xác nứt ra của mình, chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải nắm chặt kiếm Thanh Huyên, như cảm nhận được ý chí chiến đấu của Diệp Quân, kiếm Thanh Huyên bỗng nhiên run rẩy, phát ra một tiếng kiếm sắc bén và chói tai. Ở đối diện hắn, ác đạo đang nhìn hắn, khóe miệng cong lên. Tháp gia run giọng nói, nhóc con, chúng ta không còn gì nữa đâu. Đánh đến giờ đúng là họ đã xài hết chiêu thức của riêng mình. Diệp Quân không nói gì, hắn nhắm mắt lại, kiếm Thanh Huyên trong tay vẫn kêu liên tục. Lúc này ác đạo ở cách đó không xa bỗng nói, ngươi còn đánh nữa không? Mẹ kiếp! Lúc này tháp gia bỗng tức giận nói, ngươi kiêu ngạo cái rắm. Ác đạo liếc nhìn tháp gia, đồ vô dụng. Địch! Tháp gia nổi giận, khinh thường ông đây à? Xem ông đây đánh chết ngươi! Nói rồi nó thiêu đốt thân tháp. Ầm! Lúc này ngọn lửa quanh người Diệp Quân biến thành ngọn lửa màu vàng. Ngay lúc tháp gia quyết định thiêu đốt thân tháp, khí tức của Diệp Quân bỗng tăng lên rất nhanh. Lúc này, Diệp Quân cảm nhận được sức mạnh vô tận trong cơ thể, tay phải hắn nắm chặt kiếm Thanh Huyên, vô số kiếm ý khiến hắn tài tạo lại thân xác. Thân xác kiếm ý. Hồi sinh ngay tại đó. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn ác đạo, ngay sau đó hắn biến mất. Một tia kiếm quang màu đỏ vàng lóe lên. Vút. Tia huyết quang ở phía xa lập tức bị vỡ nát, sau đó ác đạo bị đánh văng ra xa cả mấy ngàn trượng. Thấy thế đám người Bùi Thần Hầu ở phía xa sầm mặt. Sau khi dừng lại, ác đạo nhìn thoáng qua người mình, trên người cô ta xuất hiện mấy vết nứt, kiếm thế của Diệp Quân cách đó không xa càng lúc càng mạnh. Diệp Quân bỗng lại biến mất. Một tia kiếm quang màu đỏ vàng cuồn cuộn lao đến như sấm chớp. Ác đạo hít mắt, tay phải tung ra nắm đấm. Một cột sấm chớp màu đỏ vàng lao thẳng đến chỗ Diệp Quân. Bùm! Cột sấm màu đỏ máu đó lập tức vỡ nát, ác đạo lại lùi về sau cả ngàn trượng, vừa dừng lại thì huyết lôi quanh người cô ta lóe lên. Ác đạo vung tay phải, kiếm ý trên cánh tay cô ta lập tức bị đánh vỡ, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân cách đó không xa, ta chơi với ngươi lâu thế, cũng nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong kiếp giới ở phía xa. Rất nhiều tia chớp màu đỏ bỗng cuồn cuộn lao đến, sau đó tràn vào cơ thể cô ta như thủy triều. Ầm! Thoáng chốc một luồng khí tức đáng sợ lao đến chư thiên vạn giới. Lúc này tất cả sinh linh ở chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đều cảm nhận được uy lực đáng sợ. Thân xác vạn kiếp! Đây mới là bản thể thật của cô ta. Khi cảm nhận được uy lực đáng sợ này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Ngay cả những cường giả cảnh giới thần tổ cũng không thể chịu nổi khí tức đáng sợ này. Thân xác và thần hồn của đám người Bùi Thần Hầu bắt đầu trở nên hư ảo, khiến họ hoảng sợ phải vội lùi về sau. Đúng lúc này, Từ Chân ở trong thời không hư vô bỗng tiến lên một bước, lúc cô ta chuẩn bị ra tay thì một chiếc xiềng xích bí ẩn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nhốt cô ta lại. Khóa đại đạo. Tổ đạo ra tay, vạn đạo run rẩy. Trong khoảng thời không hư vô này, Từ Chân bị khóa đại đạo khóa chặt, xung quanh cô ta, khóa đại đạo không chỉ khóa cô ta, mà còn khóa cả khu vực thời không quanh cô ta lại, bốn phía đều có vô số phù văn đại đạo cổ xưa hiện ra, trấn áp mọi thứ. Khi nhìn thấy khóa đại đạo, vẻ mặt Cửu Châu chủ lập tức trở nên nghiêm trọng, trong mắt là sự sợ hãi sâu sắc. Khoảnh khắc này, ông ta nhớ lại năm đó. Năm đó ông ta cùng từng kiêu ngạo cố chấp, đi ngược lại với xu thế, bước trên một con đường khác. Sau đó, lúc đối mặt với tổ đạo, ông ta đã bị ổ khóa đại đạo này khóa cứng 3.000 năm. Năm đó ông ta đột nhiên biến mất khỏi vực Cửu Châu, thật ra là bị cầm tù rồi. Năm đó lúc đầu khi ông ta đối mặt với khóa đại đạo, vậy mà chẳng có bất kỳ sức phản kháng nào. Nhưng bây giờ, nhìn thấy khóa đại đạo lần nữa, ông ta vẫn sợ hãi như cũ. Chỗ không xa, Từ Chân đột nhiên chĩa hai ngón tay ra. Sau đó nhẹ nhàng chọc vào trước mặt mình, thời không tức khắc dập dờn như làn sóng. Ầm! Quanh người cô ta, khóa đại đạo bắt đầu tiêu tan từng chút một, trong khoảnh khắc này, những phù văn đại đạo cổ xưa kia cũng bắt đầu tiêu tan dần đi, rồi mất hẳn. Nhìn thấy cảnh này, con người của Cửu Châu chủ lập tức co rút lại, trong lòng sợ hãi.
Ngay cả khóa đại đạo mà Từ Chân cũng có thể phá vỡ được. Sao có thể? Bên khác, chủ nhân bút đại đạo nhìn Từ Chân, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, thực lực của Từ Chân này, đến cả ông ta cũng thấy hơi bất ngờ. Lại có thể chống chọi với khóa đại đạo. Phải biết rằng, đại đạo này không phải đại đạo bình thường, mà là tổ đạo của nguồn gốc vạn đạo, có thể nói, đây không phải là thứ mà một nền văn minh vũ trụ cấp 9 trở xuống đối chọi được, mà cho dù là nền văn minh vũ trụ cấp 9, cũng chỉ có 2-3 loại đại đạo vạn cổ khủng bố mới cạnh tranh với nó được. Từ Chân lại không đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 9. Nền văn minh đã sinh ra cường giả ở cấp bậc này, thật sự quá khủng bố. Trong không gian sâu, tổ đạo nhìn xuống Từ Chân, chân thần đi ngược, đường này là con đường không thể quay về, ngươi chắc chắn là ngươi muốn khăng khăng một mực, tiếp tục đi tiếp sao? Đi ngược, không tuân theo tuần hoàn của thiên đạo, không tuân theo đại đạo tự nhiên, đường của ta chính là thiên đạo. Từ Chân ngẩng đầu nhìn tổ đạo, cười nói nhiều vậy làm gì? Tổ đạo nhìn chằm chằm vào Từ Chân, bây giờ ngươi hối hận, vẫn còn cơ hội sống, nếu tiếp tục cố chấp không tỉnh ngộ thì chỉ có đường chết. Từ Chân nhìn thẳng vào tổ đạo, đường của đại đạo, thuận phép thành nô, nghịch phép thành đạo, cả đời này Từ Chân ta chỉ thuận theo một người, đó chính là người đàn ông của ta. Nói rồi, cô ta đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân cách đó không xa, mắt đầy tình cảm dịu dàng, Từ Chân ta, nguyện tuân theo trật tự của cậu. Khoảnh khắc lúc tiếng Từ Chân vừa dứt, khí tức của Diệp Quân ở nơi xa đột nhiên phun trào như núi lửa, phun trào điên cuồng. Kiếm ý trật tự. Trong khoảnh khắc này kiếm ý trật tự của Diệp Quân sống lại rực rỡ, thế mà kiếm ý mạnh mẽ kia lại áp chế được sức mạnh vũ trụ kiếp của ác đạo ở nơi xa. Nhìn thấy cảnh này, đám người Bùi Thần Hầu lập tức bối rối. Còn có thể như vậy ư? Nhưng trong nháy mắt, bọn họ đã hiểu ra. Lúc này bọn họ đột nhiên nhớ lại, hình như Diệp Quân tu luyện trật tự, mà bây giờ, một cường giả tuyệt thế lại tình nguyện tuân thủ trật tự này của hắn, thế này chẳng khác nào một người bình thường đột nhiên được hàng tỷ phú hào đầu tư, lập tức cất cánh tại chỗ. Đương nhiên, quan trọng nhất là Từ Chân tình nguyện. Càng tình nguyện, kiếm ý trật tự của Diệp Quân cũng càng tinh khiết. Giờ này khắc này, kiếm ý trật tự phát ra từ trên người Diệp Quân đã mạnh mẽ dị thường. Cho dù là sức mạnh của vũ trụ kiếp đầy trời lúc này đứng trước kiếm ý của hắn, cũng bị đàn áp tới chết. Tay Diệp Quân nắm kiếm thanh huyên kêu rung không ngừng, nhuốm máu sống lại, không chỉ nó, mà thân xác của Diệp Quân lúc này cũng trở lại bình thường nhờ sự sửa chữa của kiếm ý trật tự, phải biết rằng, thân xác của hắn có thể dùng kiếm ý để ngưng tụ ra. Ác đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, giờ khắc này, nụ cười trên mặt cô ta dần dần biến mất. Bên kia. Phổ biên chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, nếu ông tuân theo trật tự của hắn, sẽ thế nào? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, nền văn minh vũ trụ dưới cấp 10, một tay của hắn đè giết hết được. Chủ nhân bút đại đạo lại nhìn qua Tĩnh Tông chủ trong thời không hư vô cộng thêm cả cô ta thì sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, dưới tứ kiếm, hắn vô địch. Nói xong, ông ta dừng một chút, nói thêm, thật sự vô địch. Vô biên chủ hưng phấn nói, thử xem. Chủ nhân bút đại đạo nhìn thoáng qua vô biên chủ, nằm mơ đi. Biểu cảm của vô biên chủ cứng đờ, sau đó cười khổ. Tất nhiên là ông ta hy vọng Diệp Quân thắng, chung quy, người này cũng coi như là cháu trai ông ta, là người nhà. Nhưng ông ta hiểu rõ, chủ nhân bút đại đạo không thể tuân thủ quy tắc của Diệp Quân, ít nhất chắc chắn trước mắt là không thể. Diệp Quân bây giờ vẫn chưa đủ để khiến chủ nhân bút đại đạo bội phục, tán thành. Sở dĩ Từ Chân làm vậy, đa phần vẫn là do có nhân tố tình cảm cá nhân. Đúng lúc này, ác đạo đột nhiên bước về trước một bước này, trên đỉnh đầu Diệp Quân đột nhiên xuất hiện một đám vân kiếp đỏ như máu, trong vân kiếp, vô số sấm sét đỏ như máu lập lòe không ngừng, những luồng sức mạnh vũ trụ kiếp khủng bố ập xuống như mưa to xối xả. Ở nơi xa, hai mắt Diệp Quân từ từ nhắm lại, khoảnh khắc này, kiếm ý trật tự khiến hắn hơi xa lạ. Mạnh đến mức hơi xa lạ. Hắn biết, đây là vì duyên cớ của chân thần. Răng rác, đúng lúc này, ở đỉnh đầu Diệp Quân, bên trong vân kiếp đột nhiên có một luồng sấm sét đỏ như máu ập xuống. Sấm sét vừa xuất hiện,
xung quanh tinh hà lập tức bắt đầu mai một từng tấc, những luồng uy lực của vân kiếp ùn ùn kéo đến lan ra bốn phía. Khi luồng sấm sét màu đỏ kia còn cách đỉnh đầu Diệp Quân hàng trượng, Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang công kích lại. Vèo. Nhát kiếm này, vậy mà chém cho luồng sấm sét kia thành hai nửa. Hai mắt ác đạo híp lại, tay phải từ từ nắm chặt. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên hóa thành một luồng kiếm quang, từ trên trời giáng thẳng xuống, cuối cùng dừng lại trong lòng bàn tay hắn một cách vững vàng, sau đó, hắn biến mất ngay tại chỗ. Ác đạo vung một đấm ra. Lôi kiếp rung động. Rầm. Khi một tiếng nổ vang lên, trong ánh mắt của mọi người, chỉ thấy ác đạo bị nhát kiếm này chém cho lui ra xa mấy ngàn trượng. Nhìn thấy cảnh này, đám người Bùi Thần Hầu đều sợ hãi. Sắc mặt Vô Biên Chủ cũng vô cùng nghiêm trọng, bây giờ thực lực của thằng nhóc này khủng bố vậy à? Chủ nhân Bút Đại Đạo khẽ gật đầu, dù sao cũng là chân thần. Nói xong, ông ta nhìn về phía Từ Chân cách đó không xa, sau khi im lặng một lát, ông ta lại nhìn sang Tổ Đạo, mãi lâu nữa, ông ta thấp giọng thở dài, không nói gì. Ở phía kia, sau khi ác đạo lui mấy ngàn trượng, trong nháy mắt vẻ mặt cô ta đã trở nên dữ tợn. Theo cô ta thấy, tên Diệp Quân này cùng lắm cũng chỉ là con kiến hôi. Nhưng bây giờ, con kiến hôi này lại làm cô ta bị thương, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Tay phải ác đạo đột nhiên chỉ lên trên. Ầm. Một luồng sấm sét đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào lòng bàn tay cô ta. Luồng sấm sét đỏ như máu này nối liền với bầu trời, phát ra uy lực khủng bố, xung quanh thời không tinh vực đều đã sớm biến thành tro tàn. Đột nhiên, Diệp Quân biết mất tại chỗ. Vụt. Một luồng kiếm quang chém từ giữa sân bay tới. Trong mắt ác đạo hiện lên vẻ dữ tợn, tay cô ta đang cầm luồng lôi kiếp đột nhiên đập về trước một phát, luồng lôi kiếp đỏ như máu hung hăng ập xuống như núi lớn sụp đổ. Lôi quang và kiếm quang vừa va chạm, hai người đã nổ tung ngay lập tức, từng luồng kiếm quang và lôi quang đáng sợ cứ lan ra bốn phía như làn sóng, ngay khi mọi người còn chưa phản ứng lại, một luồng kiếm quang đã xé rách sóng xung kích, lại chém về phía ác đạo lần nữa. Mặt mũi ác đạo dữ tợn, giơ tay vung một đấm ra, vô số sấm sét đỏ như máu trào ra như thủy triều. Rầm. Những luồng sấm sét đó vỡ nát ầm ầm, ác đạo lại lui về. Trong quá trình ác đạo lui về, Diệp Quân lại hóa thành một luồng kiếm quang đánh về phía cô ta. Hai người đánh nhau, cũng đã tiến vào trong một khoảng thời không chưa rõ, ở trong khoảng thời không chưa rõ này, kiếm thế của Diệp Quân lại đè ép được ác đạo. Nhìn thấy cảnh này, đám người Bùi Thần Hầu lẫn cường giả đều hoảng sợ, thực lực của Diệp Quân đã bất thường đến mức nghiêm trọng rồi. Lúc này, cho dù là Vô Biên Chủ cũng cảm thấy thực lực của Diệp Quân mạnh tới mức không bình thường, phải biết rằng, lúc trước Diệp Quân còn bị ác đạo đập cho không đánh lại được, nhưng bây giờ, sau khi Từ Chân tín ngưỡng vào trật tự kiếm ý của hắn, thực lực của Diệp Quân lập tức xảy ra sự thay đổi triệt để. Trật tự kiếm đạo này ghê thế à? Dường như biết được suy nghĩ của Vô Biên Chủ, chủ nhân Bút Đại Đạo nhẹ giọng nói, con đường của trật tự, thật ra chính là đường của tín ngưỡng, hắn đi theo con đường đó, người tín ngưỡng càng nhiều, thì hắn càng mạnh, khi tín ngưỡng càng mạnh, thì đại đạo của hắn cũng càng mạnh. Từ Chân không chỉ tin vào trật tự của hắn, mà còn có đại đạo mà hắn đi. Có thể nói, tín ngưỡng bình thường có thể gia tăng độ rộng của đại đạo, nhưng tín ngưỡng của cường giả cấp bậc như chân thần thì có thể tăng chiều sâu cho đại đạo của hắn. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, hắn đánh thắng được ác đạo không? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn thoáng qua ác đạo cách đó không xa, ông sẽ biết ngay thôi. Vô Biên Chủ nhíu mày, ông ta ép mình uống một ngụm rượu, sau đó quay đầu nhìn ác đạo và Diệp Quân. Vì Diệp Quân có huyết mạch phong ma, nên khí tức trên người hắn dâng trào điên cuồng không ngừng, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, nhưng, khí tức của ác đạo cũng đang điên cuồng gia tăng, hơn nữa, tốc độ gia tăng còn nhanh hơn Diệp Quân. Trừ cái này ra, sức mạnh của vũ trụ kiếp trong mảnh kiếp giới sau lưng ác đạo càng ngày càng mạnh, trong mắt Vô Biên Chủ nổi lên một tia lo lắng. Ầm ầm. Ngay trong khoảng thời không hư vô kia, từng luồng kiếm quang và lôi quang khủng bố nổ tung cùng lúc, ngay lập tức, một khoảng thời không đặc biệt đã hóa cho tàn, Diệp Quân cũng lùi ra xa mấy ngàn trượng liên tục. Sau khi hắn dừng lại,
hắn cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, vô số kiếm ý lập tức dâng cao hàng chục ngàn trượng. Đối diện hắn, ác đạo nhìn chằm chằm vào hắn, khu vực sau cô ta có vô số luồng lôi kiếp đỏ như máu đang lập lòe. Diệp Quân đột nhiên mở tay trái ra, bỗng chốc, vô số kiếm ý trong lòng bàn tay hắn phóng lên cao, trong giây lát, ngưng tụ ra một thanh kiếm giữa trời đất. Ý kiếm. Diệp Quân duỗi tay cầm lấy, chuỗi ý kiếm xuất hiện trong tay trái của hắn. Tay trái là kiếm ý trật tự. Tay phải là kiếm thanh huyên. Diệp Quân nhìn ác đạo, sau đó, hắn hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Hai kiếm. Bất kỳ nơi nào mà Diệp Quân đi qua, kiếm quang không dứt, giống như dòng nước lũ vạn trượng, cuốn sạch đi tất cả. Đại đạo của vũ trụ này đều bị hắn xóa sạch. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, đại đạo thông thường chỉ là con kiến hôi. Mặc dù được ngăn cách bởi vô số thời không, nhưng đám người Bùi Thần Hầu vẫn cảm nhận được một luồng uy áp kiếm thế đáng sợ, uy áp của luồng kiếm thế này đè bọn họ đến nỗi không thể thở nổi. Lúc này, M Thần Hầu đột nhiên nói, ta không xem nữa đâu. Dứt lời, lão ta xoay người, biến mất ở sâu trong tinh hà. Xem đến bây giờ, lão ta chợt hiểu ra một điều, đó là nếu xem tiếp, chắc chắn sẽ phải chết. Trận chiến giữa Diệp Quân và Phản Thần Hầu đã không còn là trận chiến mà bọn họ có thể tham gia vào nữa rồi. Nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này mới là việc đúng đắn. Bùi Thần Hầu và Ngự Thần Hầu nhìn nhau, hai người cũng lựa chọn quay người rời đi. Bất kỳ một vị đại lão nào ở bên phía Diệp Quân cũng đều có thể dễ dàng tiêu diệt được bọn họ, mà không cần mấy vị đại lão bên cạnh Diệp Quân đó, ngay cả chính bản thân Diệp Quân cũng có thể làm được. Trận chiến này đã không còn là trận chiến mà bọn họ có thể xen vào được nữa rồi. Bảo vệ tính mạng mới quan trọng. Mà trong thời không hư vô đó, hai tay Diệp Quân cầm kiếm, hung ác chém giết ác đạo ở trước mặt. Ác đạo giơ tay lên, trong phút chốc, vô số lôi kiếp tuôn ra từ trong lòng bàn tay cô ta, chỗ cô ta đứng nháy mắt biến thành một khu sấm sét. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ bất chợt vang lên từ trong trời đất. Vô số lôi kiếp và kiếm quang không ngừng tuôn ra, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Khí tức và lực chiến đấu của hai người ngày càng mạnh lên theo sự tiếp diễn không ngừng của trận chiến cũng ngày càng trở lên kịch liệt, kiếm quang và tia chớp không ngừng đan xen, sau đó vỡ vụn, rồi tan biến. Vô Biên Chủ đột nhiên nhìn về phía một hư không khác, đó là chiến trường của Tịnh Tông Chủ và Phản Chiêu Đế. Vô Biên Chủ nói, hai người bọn họ. Ai mạnh hơn? Chủ nhân bút đại đạo nhìn thoáng qua hư không đó, sau đó đáp, hai người họ không ai có thể khống chế được người kia. Nghe vậy, Vô Biên Chủ lập tức nhìn từ chân và tổ đạo ở phía xa xa. Hiển nhiên, hai vị này mới là điểm mấu chốt thực sự. Vô Biên Chủ lại hỏi, hai vị này ai mạnh hơn? Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn Vô Biên Chủ, yên lặng không nói. Vô Biên Chủ có phần hoài nghi, sao vậy? Chủ nhân bút đại đạo vỗ vai Vô Biên Chủ, sau này đừng rửa chân nữa, tu luyện thêm đi. Ông bây giờ đã yếu đến mức làm ta có phần không nỡ nhìn rồi đấy. Sắc mặt Vô Biên Chủ lập tức đen như than. Chính vào lúc này, ở phía xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai người quay đầu lại nhìn, thì thấy khu vực chiến trường của Diệp Quân, đột nhiên biến thành một mảnh hư vô. Chủ nhân bút đại đạo nhìn thời không hư vô đó, yên lặng không nói. Vô Biên Chủ do dự một lát rồi hỏi, trận chiến thế nào rồi? Chủ nhân bút đại đạo quay đầu liếc nhìn Vô Biên Chủ, sau khi trở về, đóng cửa nơi rửa chân của ông lại cho ta, nếu không, người ngoài nói ông là người mà ta từng coi trọng, thì thực sự quá mất mặt. Vô Biên Chủ. Trong thời không hư vô đó, một tay Diệp Quân cầm kiếm trật tự, một tay cầm kiếm thanh huyên. Điên cuồng chém xuống. Mà lúc này, hắn đã dần rơi vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn. Còn khí tức của ác đạo phía đối diện lúc này cũng điên cuồng tăng vọt, hơn nữa, tốc độ tăng vọt của khí tức đó còn nhanh hơn gấp mấy lần Diệp Quân, mặc dù bị Diệp Quân áp chế, nhưng Diệp Quân cũng không thể chém chết được cô ta. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chăm chú vào ác đạo, khẽ nói, thì ra là vậy. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, vốn muốn hỏi một chút. Nhưng lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, nói không chừng nếu hỏi câu này lại bị ông ta xem thường, thế là, ông ta bèn ngậm miệng lại.
Thấy Vô Biên chủ yên lặng, chủ nhân bút đại đạo quay đầu, liếc sang ông ta, sao ông không hỏi nữa? Ông hỏi đi, hỏi rồi ta sẽ nói cho ông biết. Vô Biên chủ trầm giọng hỏi, câu vừa nãy của ông có nghĩa là gì? Chủ nhân bút đại đạo nhẹ giọng đáp, ông đoán đi. Cút! Vô Biên chủ lập tức nổi giận. Trong thời không hư vô đó, kiếm thế và khí tức huyết mạch của Diệp Quân dần bị áp chế lại, vì khí tức của ác đạo đang ngày càng mạnh, mà tốc độ cô ta trở lên mạnh mẽ thực sự quá kinh khủng. Diệp Quân càng đánh càng có phần khó khăn. Chính vào lúc này, một luồng huyết mang đột nhiên nổ ra từ trong thời không hư vô, trong khoảnh khắc, toàn bộ thời không hư vô biến thành một biển máu vô tận. Điên cuồng hoàn toàn. Sau khi Diệp Quân tiến vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn, hắn bắt đầu áp chế lại ác đạo. Diệp Quân điên cuồng vung hai thanh kiếm ở trong tay, kiếm quang tràn ngập khắp thời không hư vô. Lúc này ác đạo cũng liên tục lùi mạnh về phía sau, hoàn toàn bị áp chế. Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, huyết lôi trên người ác đạo dần dần biến thành màu tím. Đồng thời, huyết lôi trong hai mắt cô ta cũng đang từ từ biến thành màu tím. Nhìn thấy sự thay đổi này, trong bóng tối, chủ nhân bút đại đạo lập tức cau mày lại. Trong thời không hư vô, một trụ sấm đột nhiên nổ ra, sức mạnh cường đại trong nháy mắt đã đánh bay Diệp Quân, người đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, ra xa vạn trượng. Vừa dừng lại, xung quanh Diệp Quân lập tức xuất hiện những tia chớp đáng sợ. Hai tay Diệp Quân cầm kiếm vung mạnh, trong chốc lát, những tia chớp đáng sợ ở xung quanh đó đã bị chém tan. Mà ở cách đó không xa, ác đạo đột nhiên hít một hơi thật sâu, hai tay cô ta từ từ nắm chặt lại, tiếp đó, bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, những tia chớp đỏ tươi đó đã biến thành màu tím. Tay trái ác đạo chậm rãi nắm chặt lại, trong lòng bàn tay, một viên lôi kiếp màu tím nhạt đột nhiên ngưng tụ lại, trong chớp mắt, một làn sóng lôi uy khủng khiếp nháy mắt đã quét sạch mọi thứ ở chiến trường, Diệp Quân đứng cách đó không xa bị đánh lui xuống gần nghìn trượng, mà huyết mạch phong ma và kiếm ý của hắn cũng bị áp chế lại. Ác đạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa xa, khóe miệng cô ta nở một nụ cười chế nhạo, mà lúc này, khí tức của cô ta còn mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc trước, hơn nữa vẫn còn đang điên cuồng tăng vọt. Trong bóng tối, vẻ mặt Vô Biên chủ tràn đầy sự hoài nghi, vì sao khí tức của cô ta lại trở lên đáng sợ như vậy? Chủ nhân bút đại đạo nhìn ác đạo, khẽ đáp, mặc dù vừa nãy cô ta đã dung hợp ký ức của vạn kiếp, tuy nhiên, tu vi của vạn kiếp thực sự quá nhiều, vì vậy, cô ta vẫn chưa thừa kế được hoàn toàn tu vi của vạn kiếp, mà trong quá trình chiến đấu với Diệp Quân, có thể gia tăng tốc độ cô ta dung hợp với tu vi của vạn kiếp, đây cũng chính là lý do tại sao sức chiến đấu và khí tức của cô ta tăng nhanh hơn cả Diệp Quân, bởi vì cô ta đang thừa kế. Vô Biên chủ trầm giọng nói, bây giờ cô ta đã thừa kế được bao nhiêu rồi? Khoảng 3 phần, chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn ác đạo. 3 phần sao? Vô Biên chủ quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, vẻ mặt khó tin cái này. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh đáp, giờ đã biết bản thân yếu đến mức nào chưa? Mẹ kiếp! Khuôn mặt Vô Biên chủ co giật. Mà trong thời không hư vô, ác đạo bỗng nhiên từ từ giơ tay phải lên, sau đó khẽ hạ xuống, trong phút chốc, một trụ sấm quét qua. Ầm ầm. Phía xa, Diệp Quân bị trụ sấm này đánh bay, liên tục lùi mạnh về phía sau, kiếm thế của hắn vậy mà lại bắt đầu tan biến. Giờ phút này, sức mạnh của ác đạo thực sự quá mạnh, kiếm thế của hắn đã hoàn toàn không thể chống đỡ được. Thấy cảnh này, Từ Chân đang đứng ở trong một thời không khác khẽ cúi đầu, tay phải cô ta từ từ nắm chặt lại. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn Diệp Quân, lắc đầu, vẫn chưa đủ. Mặc dù có Từ Chân tín ngưỡng kiếm đạo trật tự của Diệp Quân, nhưng, điều này vẫn chưa đủ, hơn nữa, căn cơ bây giờ của Diệp Quân vẫn còn quá nông cạn. Dù sao ác đạo cũng có tu vi của vạn kiếp. Mỗi một kiếp, cô ta đều là đại lão đỉnh cao, mà bây giờ vạn kiếp dung hợp lại, vậy tu vi phải đáng sợ như thế nào chứ? Hơn nữa, điều đáng sợ nhất vẫn là ác đạo bây giờ còn có sự trợ giúp của tổ đạo. Đây mới là điểm mấu chốt. Trong thời không hư vô, Diệp Quân nắm chặt thanh kiếm trong tay, giờ khắc này, hắn đã bị khí tức của ác đạo trấn áp đến mức không thể thở nổi. Ác đạo ngẩng đầu lên liếc nhìn Từ Chân, sau đó lại nhìn về phía Diệp Quân, mặt không cảm xúc, không phải các ngươi muốn bảo vệ vũ trụ hay sao?
vậy ta sẽ hủy diệt chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên ở trước mặt các ngươi phải nhìn cho rõ đấy. Dứt lời, tâm niệm cô ta lập tức dao động. Trong nháy mắt, hàng tỷ kiếp nổi lên. Giờ khắc này, trên đầu tất cả sinh linh ở chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đều xuất hiện một đám vân kiếp, trong vân kiếp lấp lánh lôi kiếp màu tím nhạt. Vũ trụ kiếp hay còn gọi là chúng sinh kiếp. Kiếp đến, chúng sinh hủy diệt. Giờ phút này, vô số cường giả ở khắp chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn vân kiếp của mình, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Đối mặt với vũ trụ kiếp, bọn họ lại chỉ có sự tuyệt vọng. Căn bản không hề có bất kỳ suy nghĩ phản kháng. Thực ra, với thực lực bây giờ của ác đạo, đừng nói là chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên, cho dù có là nền văn minh vũ trụ cấp 9 thì cũng không chịu đựng nổi. Cô ta càng bị áp chế lâu, thực lực cũng ngày càng mạnh, kiếp này không phải là thứ mà tất cả chúng sinh có thể chịu đựng được. Thành hoang cổ. Nạp Lan Ca ngẩng đầu nhìn đám vân kiếp trên đầu mình, tay phải cô nhẹ nhàng xoa bụng, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Cô biết, Diệp Quân chắc chắn là đang chiến đấu với ác đạo. Sự lo lắng trong mắt Nạp Lan Ca càng lúc càng sâu. Chân vũ trụ. Từ Nhu và Từ Thụ đứng ở trước cửa chân thần điện, trên đầu bọn họ cũng có một đám vân kiếp, trong đó phát ra từng luồng kiếp uy vũ trụ đáng sợ. Hai cô gái ngẩng đầu lên nhìn về phía kiếp giới, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Kiếp giới. Trong mắt Diệp Quân bỗng nhiên xuất hiện luồng sáng vàng nhàn nhạt, sau đó thần trí của hắn cũng khôi phục được lại một chút. Tháp gia đã trợ giúp. Lúc này, Diệp Quân cảm nhận được vũ trụ kiếp của chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ác đạo, lúc này uy áp tỏa ra từ xung quanh ác đạo, hắn đã khó mà chống cự lại được. Diệp Quân đột nhiên hít một hơi thật sâu, hắn nhìn kiếm Thanh Huyên và kiếm Trật Tự ở trong tay, hắn dung hợp hai thanh kiếm này lại, sau đó nghiêm mặt, khẽ nói, hôm nay, ác đạo muốn tàn sát chúng sinh của vũ trụ quan huyên, Diệp Quân ta lấy danh nghĩa thanh kiếm này, phàm những người nghe thấy lời này của ta, xin hãy giúp ta một tay để tiêu diệt ác đạo, lập lại trật tự. Giọng nói vang lên, vạn giới lắng nghe. Vào khoảng khắc tất cả sinh linh trong chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên nghe thấy giọng nói của Diệp Quân, trái tim vốn tuyệt vọng của bọn họ đều dấy lên hy vọng Diệp Quân. Vua của vũ trụ quan huyên. Bọn họ còn có hy vọng. Còn có người chiến đấu vì bọn họ. Vô số người quỳ xuống vái lạy, dâng hiến tín ngưỡng của mình. Kiếp giới. Trong nháy mắt, vô số sức mạnh tín ngưỡng như thủy triều từ trong trời đất hội tụ lại đây, cuối cùng không ngừng đi vào trong cơ thể của Diệp Quân. Bỗng chốc, khí tức kiếm ý của Diệp Quân điên cuồng tăng vọt, uy lực kiếp của ác đạo ở chiến trường này lần lượt bị đánh lui, giờ khắc này, Diệp Quân định kết nối sinh mạng với tất cả chúng sinh. Kiếm đạo trật tự đã thành công. Kiếm đạo trật tự. Sau khi được người ở chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên tin tưởng, lúc này cuối cùng kiếm đạo của Diệp Quân cũng được hoàn thiện, uy lực kiếm đạo toát ra từ trên người hắn mạnh hơn kiếm ý trước đó ít nhất 10 lần. Cho dù là uy lực vũ trụ đáng sợ đó thì lúc này đối mặt với kiếm ý và kiếm thế của hắn cũng giống như cây tre bị gió mạnh thổi bay, đè ép đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Lúc này Diệp Quân đã áp chế được ác đạo hoàn toàn. Trong bóng tối, Phổ Biên Chủ nhìn Diệp Quân đã có sự thay đổi rất nhiều về kiếm đạo, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có, lúc này cảm giác của ông ta với Diệp Quân chỉ có hai chữ, đáng sợ. Bây giờ Diệp Quân quả thật mạnh đến mức khủng khiếp. Nhìn Diệp Quân với kiếm thế ngút trời đó, Phổ Biên Chủ vẫn cảm thấy hơi phức tạp, phải biết rằng, lúc đầu khi đứng trước mặt ông ta, tên nhóc này yếu như gà vậy, chỉ cần siết chặt một chút thôi cũng có thể chết, nhưng bây giờ ông đã không thể làm gì được tên này nữa. Dường như nhận ra điều gì đó, Phổ Biên Chủ đột nhiên thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn ác đạo ở phía đối diện Diệp Quân, lúc này ác đạo không hề có cảm xúc, không tức giận, cũng không ngạc nhiên, rất bình tĩnh. Thấy thế Phổ Biên Chủ nhíu mày, cảm thấy hơi bất an, cô ta. Chủ nhân Bút Đại Đạo ở một bên lạnh nhạt nói, tên nhóc đó có chiêu riêng của mình, có người giúp, ông nghĩ người ta không có sao. Nghe thế Vô Biên Chủ quay sang nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Chủ nhân Bút Đại Đạo cúi đầu xuống không nói gì thêm, ánh mắt Vô Biên Chủ hiện lên vẻ lo lắng. Bên dưới,
Sau khi được mọi người ở chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên giúp sức về mặt sức mạnh tín ngưỡng, Diệp Quân hít một hơi thật sâu, lúc này hắn thế mà lại có thể cảm nhận được tất cả mọi người qua sức mạnh của những tín ngưỡng đó. Lúc này mọi người chính là hắn, mà hắn chính là tất cả sinh linh. Sức mạnh tín ngưỡng. Sức mạnh tín ngưỡng vô tận liên tục hội tụ lại từ trời đất, cùng với sự hỗ trợ liên tục của sức mạnh tín ngưỡng này, kiếm ý trật tự của hắn càng trở nên mạnh hơn, có thể nói kiếm ý trật tự của hắn đang liên tục thay đổi theo từng giây từng phút. Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, kiếm quang lóe lên trong mắt, hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, lúc này kiếm Thanh Huyên không chỉ là kiếm Thanh Huyên, mà còn là kiếm trật tự. Trật tự và Thanh Huyên hợp lại với nhau. Diệp Quân bỗng ngẩng đầu lên nhìn ác đạo, tâm hướng về đâu, kiếm lao đến đó. Vèo. Một tia kiếm quang lao đến trước mặt ác đạo. Tốc độ nhát kiếm này của Diệp Quân cực kỳ nhanh hệt như một tia chớp, chém một nhát đến với tốc độ cực nhanh. Phản ứng của ác đạo cũng nhanh, ngay khi Diệp Quân xuất kiếm, cô ta đã tung ra một quyền. Ngàn vạn lôi kiếp xuất hiện. Bùm. Một vùng lôi kiếp màu máu lập tức nổ tung. Biến thành ngàn vạn mảnh vỡ văng ra xung quanh. Ác đạo lập tức lùi về sau cả mấy chục vạn trượng, cô ta vừa dừng lại, cả người đã bị đánh vào trong thời không tối tăm vô tận. Lôi kiếp toát ra từ xung quanh cô ta lập tức biến mất. Uy lực của một nhát kiếm vô cùng đáng sợ. Sau khi nhìn thấy uy lực nhát kiếm này của Diệp Quân, Vô Biên Chủ giật thót, vượt tiêu chuẩn rồi. Lúc này sức mạnh mà Diệp Quân thể hiện đã vô cùng bất thường. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, bình tĩnh nói kiếm đạo trật tự này của hắn vẫn chưa được xem là đột phá, nếu là đột phá thật. Nói rồi ông ta quay sang nhìn Vô Biên Chủ, có thể đánh một vạn người như ông. Vô Biên Chủ. Trong thời không đặc biệt đó, ác đạo cúi đầu nhìn cơ thể của mình, lúc này trên thân xác vạn kiếp của cô ta đã có những vết nứt mơ hồ. Một nhát kiếm phá vỡ vạn kiếp. Ác đạo chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân. Không cảm xúc nhướng mày, chỉ thế à? Nói rồi cô ta vung nhẹ tay phải lên, vô số lôi kiếp lập tức lao đến bao phủ lấy cô ta, cơ thể vốn dĩ có vô số vết nứt nhanh chóng hồi phục. Diệp Quân nhìn thời không tối tăm vô biên đó, không nói gì, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn bỗng rung lên, ngay sau đó cả người hắn đã xuất hiện trước mặt ác đạo. Một nhát kiếm đánh tới. Ác đạo híp mắt, lôi kiếp cuồn cuộn như thủy triều trong mắt cô ta xòe tay phải ra. Một lôi kiếp bỗng nổi lên trong lòng bàn tay. Ngay sau đó cô ta nắm chặt thành nắm đấm, sau đó đánh một quyền ra, rất nhiều lôi kiếp lao ra từ trên quyền quang đó, toàn bộ thời gian tối tăm vô biên lập tức biến thành biển sấm sét. Ầm. Sau một tiếng nổ chói tai vang lên, một vùng lôi kiếp lập tức vỡ tan, thân xác vạn kiếp của ác đạo lại nứt ra lần nữa, vô số lôi kiếp bắn ra tứ phía như mũi tên rời khỏi cung. Thời không xung quanh ở bất cứ nơi nào nó đi qua cũng lập tức tan chảy và bị chôn vùi như cho tuyết vào dầu nóng. Nhưng sức mạnh của mấy lôi kiếp này không thể làm gì được Diệp Quân, cũng không tiêu diệt được kiếm thế của Diệp Quân mà ngược lại còn bị kiếm lực của Diệp Quân trấn áp. Lúc này sức mạnh kiếm ý của Diệp Quân đã không phải là thứ uy lực lôi kiếp của ác đạo có thể so bì. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn ác đạo gần trong gang tấc, vẻ mặt bỗng trở nên hung ác. Hai tay cầm kiếm Thanh Huyên, sau đó hung hãn ép về phía trước, vô số kiếm ý và sức mạnh huyết mạch tuôn ra. Thoáng chốc, vô số lôi kiếp trước mặt ác đạo vỡ tan, bản thân ác đạo cũng bị chấn động lùi về sau. Trong lúc đó, thân xác lôi kiếp quanh người cô ta lại bị vỡ nát từng lớp, vô số sấm sét bắn ra, tạo thành một sự hỗn loạn. Khi dừng lại hẳn, thân xác ác đạo đã không còn nữa chỉ còn lại linh hồn. Thấy thế, vẻ mặt Vô Biên Chủ thay đổi. Run giọng nói, đỉnh. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân không nói gì. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó, một vùng kiếm quang biển máu cuồn cuộn lao đến chỗ ác đạo như thủy triều. Hắn muốn giết ác đạo chỉ trong một nhát kiếm. Mà lúc này đột nhiên chỉ thấy đóa hoa ác linh giữa trán ác đạo run rẩy kịch liệt, sau đó là một tia sấm sét màu tím nhạt bỗng tuôn ra từ giữa trán cô ta. Sấm chớp màu tím nhạt này chặn nhát kiếm của Diệp Quân lại. Nhưng ngay sau đó Diệp Quân bỗng nhảy lên, hai tay cầm kiếm chém một nhát về phía trước. Hàng vạn luồng kiếm quang màu đỏ vàng lao đến. Sau khi kiếm quang chém xuống, sấm chớp màu tím nhạt trước mặt ác đạo vỡ nát, ác đạo lại bị văng ra xa lần nữa, tiếp vỡ nát,
lúc này linh hồn của cô ta thế mà lại bắt đầu trở nên hư ảo. Bấy giờ thực lực và khí tức của Diệp Quân đã áp chế ác đạo một cách hoàn toàn. Sức mạnh tập trung trên người hắn lúc này không còn là sức mạnh của một mình hắn nữa, mà còn chứa đựng sức mạnh của vạn vật, hơn nữa sức mạnh tín ngưỡng vẫn liên tục tăng lên giống sức mạnh huyết mạch của hắn. Ở phía xa, sau khi ác đạo dừng lại, cô ta cúi xuống nhìn linh hồn đã trở nên mờ nhạt của mình, ánh mắt dần trở nên hung ác. Diệp Quân vừa định ra tay lần nữa, chỉ thấy ác đạo bỗng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, quanh người toát ra tà khí đáng sợ, đánh thỏa mãn chưa? Nói rồi cô ta xòe bàn tay ra, tức giận hét lên, kiếp đến. Chỉ trong chốc lát, vô số thời không bỗng vỡ vụn, sau đó lôi kiếp màu đỏ vô tận bỗng tụ lại từ khắp đất trời, sau đó đi vào trong người cô ta. Từng cột sấm chớp màu đỏ lao lên trời từ trong người ác đạo. Hàng trăm triệu kiếp hộ thân. Mỗi vũ trụ đều có sinh linh, cũng có kiếp. Diệp Quân có thể kêu gọi sức mạnh của vạn vật, còn cô ta có thể kêu gọi sức mạnh của hàng trăm triệu kiếp. Lúc này, khí tức của ác đạo tăng vọt, khí tức đã không yếu hơn khí tức kiếm đạo của Diệp Quân, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên rất nhanh, tốc độ tăng lên gấp mấy lần của Diệp Quân. Cùng lúc đó thân xác của cô ta cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Thân xác vạn kiếp. Lần này, thân xác vạn kiếp của cô ta còn mạnh hơn trước đó, vì không chỉ là kiếp của bản thân cô ta, mà còn là vũ trụ kiếp của rất nhiều vũ trụ, lúc này chúng cũng đang giúp đỡ cô ta. Hàng trăm triệu kiếp giúp đỡ. Uy lực lôi kiếp toát ra từ trên người ác đạo cuồn cuộn lao đến, bắt đầu áp chế ngược lại kiếm thế của Diệp Quân. Khí tức của hai người đều đang tăng lên rất nhanh, nhưng tốc độ tăng của khí tức ác đạo nhanh hơn nhiều. Vô biên chủ nhìn chằm chằm ác đạo, vẻ mặt nghiêm trọng nói, hàng trăm triệu kiếp của người phụ nữ này cũng đáng sợ thật. Chủ nhân bút đại đạo nhìn ác đạo có khí tức tăng lên nhanh chóng ở phía xa, bình tĩnh nói đây không phải là sức mạnh thực sự của cô ta, bây giờ cô ta vẫn chưa dung hợp được sức mạnh tu luyện của kiếp trước, nếu dung hợp hoàn toàn. Vô biên chủ bỗng khẽ nói, đủ rồi. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, nói tiểu tử này làm được đến giờ đã đủ rồi. Chủ nhân bút đại đạo lặng thinh. Vô biên chủ nhìn Diệp Quân nói, nhiều người có yêu cầu quá cao với hắn. Đúng thế, rất nhiều người, trong đó có cả ông và ta của trước kia, chúng ta đều nghĩ hắn muốn thiết lập trật hơi ngây thơ, cứ nghĩ hắn đang suy nghĩ viển vông, chỉ cảm thấy thú vị nhất thời, nhưng trên con đường này, hắn đã dùng hành động nói cho chúng ta biết hắn không hề nói đùa, hắn rất nghiêm túc. Nói rồi ông ta quay đầu lại nhìn chủ nhân bút đại đạo, bây giờ vũ trụ rộng lớn hỗn loạn đến mức nào. Cường giả thì tùy hứng, kẻ yếu thì chấp nhận số phận của mình, không có bất kỳ ràng buộc gì, nhưng sau khi hắn thiết lập trật tự, đúng thật là có thể khiến vũ trụ này trở thành một nơi tốt đẹp hơn, không phải sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân ở bên dưới, khẽ nói, thiết lập một trật tự không đơn giản như vậy. Vô biên chủ cười nói, vậy nên sẽ không làm sao? Lão đại, trước đây ông cũng đã từng thiết lập trật tự, ông cũng muốn làm cho vũ trụ này tốt hơn đúng không? Chủ nhân bút đại đạo không nói gì. Vô biên chủ lại nói, cho dù các ông nghĩ thế nào đi nữa thì ta cũng rất ngưỡng mộ tên nhóc này. Rõ ràng hắn có thể chẳng làm gì nhưng hắn lại phải chọn con đường khó khăn này, năm đó khi cha hắn nhận ra điều này thì cũng đã muộn rồi. Chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, ông muốn bảo ta giúp hắn à? Vô biên chủ nghiêm túc nói, ta muốn lão đại cho hắn một cơ hội, cho hắn chút thời gian để hắn chứng minh bản thân. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, khi nhìn vào vấn đề thì đừng chỉ nhìn hiện tại, phải nhìn nhận xa hơn, ông. Thôi vậy. Vô biên chủ bỗng cười nói, lúc này cũng nói mấy lời vô nghĩa như vậy, ông không muốn giúp thì đó là việc của ông, ta có thể hiểu được. Nói rồi ông ta bỗng nhìn Diệp Quân đã bị áp chế ngược lại ở phía xa, cười nói, cháu trai, vô biên thúc của cậu cũng muốn tuân theo trật tự của cậu rồi. Ở phía xa. Khí tức của Diệp Quân bỗng tăng lên rất nhiều, mặc dù không đáng sợ như tín ngưỡng chân thần, nhưng cũng không thể coi thường. Chủ nhân bút đại đạo nhìn thoáng qua vô biên chủ, không nói gì, ông ta quay đầu nhìn thời không tối tăm vô tận, híp mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Sau khi được tín ngưỡng của vô biên chủ tăng cường, kiếm đạo của Diệp Quân lại tăng lên, song, vẫn không ngăn cản được ác đạo bao nhiêu, suy cho cùng.
Vô biên chủ của hiện tại không còn được khí vận đại đạo phù hộ như trước kia nữa. Bây giờ ông ta chỉ là một tên cà lơ phất phơ của thành tẩy cước thôi. Lúc này khí tức tỏa ra từ ác đạo thật sự quá khủng bố, hàng trăm triệu kiếp cứ nối tiếp nhau thêm vào người không ngừng, cộng thêm cô ta còn đang liên tục thừa kế sức mạnh trước kia, giờ phút này cô ta giống như một vị thần viễn cổ, khí tức phát ra giống như hàng ngàn ngọn núi lớn đè xuống, khiến người ta ngạt thở. Cho dù là Diệp Quân, bây giờ khi đối diện với khí tức khủng bố này, hô hấp cũng hơi dồn dập, sắc mặt trắng dần. Diệp Quân nhìn ác đạo, sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng không ngờ ác đạo trước mặt này còn có thể kêu gọi hàng trăm triệu kiếp tới trợ giúp. Có điều, vậy thì thế nào? Mắt Diệp Quân đột nhiên ngưng tụ, kiếm thanh huyên trong tay run rẩy dữ dội, một tiếng kiếm vang lên trời, tới tận mây xanh. Ầm. Kèm theo tiếng kiếm vang vọng, một luồng kiếm quang đột nhiên xẹt qua giữa sân. Đánh tiếp. Nơi xa, ác đạo đột nhiên chìa một ngón tay ra, đầu ngón tay chỉ xuống, sấm sét màu tím không ngừng xuất hiện. Ầm ầm. Trong khi kiếm quang và sấm sét va chạm, sóng xung kích do sức mạnh bùng nổ nháy mắt đã khiến hai người chấn động, đồng thời rút lui. Có điều, chẳng mấy chốc ác đạo đã dừng lại. Còn Diệp Quân thì lùi xa hàng ngàn trượng. Ác đạo nhìn hắn chằm chằm, lòng bàn tay mở ra, một luồng lôi kiếp xông ra từ lòng bàn tay của cô ta, nối liền với bầu trời. Ánh mắt hai người va chạm, khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Một luồng kiếm quang và một luồng lôi quang hung hăng đụng vào nhau như hai tinh cầu. Ầm ầm. Một luồng sóng xung kích có sức mạnh khủng bố lập tức lan ra xa hàng chục triệu trượng. Nghiền nát tất cả. Còn trong khu vực sân đấu này, những tiếng kiếm vang vọng, vô số kiếm quang chém về phía ác đạo như hạt mưa. Vô biên chủ nhìn chằm chằm vào khu vực chiến đấu, biểu cảm nghiêm trọng. Mặc dù thực lực của ông ta không phải là cực cao, nhưng thị lực thì vẫn có, bây giờ tình hình chiến đấu trong sân thật sự không có lợi cho Diệp Quân, bởi vì từ đầu tới cuối ác đạo đều rất bình tĩnh, hơn nữa khí tức trên người ác đạo càng ngày càng không bình thường. Trong mắt vô biên chủ xuất hiện sự lo lắng. Tất nhiên là ông ta muốn Diệp Quân thắng, buồn cười, nói sao thì thằng nhóc này cũng được coi là người của mình. Nhưng trước mắt xem ra, tình hình rất bất lợi cho Diệp Quân. Hơn nữa, còn có tổ đạo. Nghĩ tới đây, vô biên chủ quay đầu nhìn không gian sâu kia, sự lo lắng trong mắt ông ta ngày càng nhiều, tên tổ đạo này còn chưa ra tay thật đâu. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang khiến vô biên chủ thoát khỏi mạch suy nghĩ, ông ta quay đầu nhìn vào thời không tăm tối không giới hạn kia. Bây giờ, khoảng thời không tăm tối không giới hạn kia đã bị vô số lôi kiếp nhấn chìm, biến thành một khoảng biển sấm. Mà trong biển sấm, chỉ nhìn thấy được một luồng kiếm quang lờ mờ, có điều, bây giờ trong biển kiếp này, luồng kiếm quang này thật sự quá nhỏ bé, giống như một giọt nước trong biển cả. Vô biên chủ nhìn chằm chằm vào khu vực đó, tay phải nắm chặt bình rượu. Ầm. Đúng lúc này, chỉ thấy biển kiếp đột nhiên sôi sục, tiếp theo, một luồng kiếm quang đỏ như máu xé rách biển kiếp, ngay sau đó, lao thẳng tới ác đạo. Trong biển kiếp, ác đạo nhìn thấy nhát kiếm của Diệp Quân đánh tới, mặt vô cảm, lúc kiếm của Diệp Quân đánh tới trước mặt cô ta, dưới chân cô ta đột nhiên xuất hiện một luồng lôi kiếp, trong nháy mắt, cô ta đã biến mất không thấy đâu. Ầm ầm. Hàng chục ngàn trượng lôi kiếp trỗi dậy từ lòng đất, nháy mắt đã ném bay Diệp Quân đi. Ngay khoảnh khắc này, sức mạnh huyết mạch và kiếm ý quanh người Diệp Quân lại bị một luồng uy áp khủng bố mạnh mẽ chân áp. Diệp Quân vừa dừng lại còn chưa kịp hít thở, tay phải cầm kiếm của hắn đột nhiên run rẩy, kiếm thế tuôn ra, bấy giờ hắn mới tốt hơn một chút, nhưng, chỉ chớp mắt là kiếm thế của hắn đã bị đè ép. Diệp Quân từ từ ngẩng đầu nhìn ác đạo. Bây giờ quanh người ác đạo tỏa ra vô số lôi kiếp, hơn nữa, giữa đất trời còn có lôi kiếp nối liền không dứt tuôn ra sau đó hội tụ vào cơ thể của cô ta. Uy lực của kiếp khủng bố tỏa ra từ người ác đạo, khiến hắn cảm thấy hơi hoảng sợ. Nhưng chớp mắt, ánh mắt hắn đã trở nên kiên định. Trận đấu này, mình không thể thua. Trận đấu này, không chỉ liên quan đến chân tỷ, mà còn liên quan đến toàn bộ chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên. Diệp Quân đột nhiên gào thét, tay trái mở ra, trong nháy mắt, hàng chục ngàn thanh ý kiếm ngưng tụ giữa trời đất. Diệp Quân vừa nghĩ tới,
hàng chục ngàn thanh ý kiếm đã hóa thành những luồng kiếm quang bay chém tới chỗ ác đạo. Kiếm quang đầy trời rơi xuống như sao băng, mỗi luồng kiếm quang đều bao gồm sức mạnh huyết mạch và sức mạnh tín ngưỡng của hắn, cực kỳ khủng bố. Phía dưới, ác đạo liếc những luồng kiếm quang này, lòng bàn tay cô ta mở ra, xung quanh cô ta, hàng chục ngàn luồng lôi kiếp ngút trời lao thẳng vào phần sâu nhất của không gian sâu. Ầm rầm rầm. Giây phút đó, từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trong biển kiếp, vô số kiếm quang và lôi kiếp va chạm, sau đó vỡ tan mai một trong nháy mắt, khủng bố vô cùng. Chưa kéo dài được bao lâu, Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Gần như cùng một lúc, ác đạo cũng biến mất tại chỗ theo, một trụ sấm từ giữa sân quét qua. Luồng kiếm quang và sấm quang kia nổ tung như pháo hoa, những luồng sóng xung kích có sức mạnh đáng sợ không ngừng lan ra xung quanh, trong chớp mắt đã lan ra xa tới tận hàng triệu trượng. Cứ như vậy, hai người đánh nhau điên cuồng. Mặc dù rõ ràng là khí tức của ác đạo đã mạnh hơn Diệp Quân, nhưng lúc này, cô ta cũng không ngăn được Diệp Quân. Bởi vì lôi kiếp của cô ta không thể phá hủy được kiếm ý và sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân, cô ta có thể đè ép, nhưng không thể tiêu diệt. Có điều, sức mạnh của cô ta luôn tăng vọt điên cuồng, hơn nữa, tốc độ còn vượt xa Diệp Quân. Càng chiến đấu, cô ta càng có thể nhanh chóng thừa kế thực lực trước kia của mình. Diệp Quân thì khác, mặc dù huyết mạch phong ma có thể nâng cao lực chiến đấu của hắn, nhưng đó là nâng cao thôi. Không phải là thừa kế, đây là sự khác biệt bản chất. Có điều, lúc này sức chiến đấu nâng cao của hắn cũng rất khủng bố, lúc hắn đánh nhau, đã từ từ chìm vào sự điên cuồng triệt để, từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn đánh nhau điên cuồng như vậy, mặc dù bị đè ép, nhưng, hắn càng đánh càng hăng, đặc biệt là niềm tin trong lòng, càng ngày càng kiên định. Nhìn thấy Diệp Quân dù bị đè ép, nhưng càng đánh càng mạnh, Vô Biên Chủ tạm thở phào nhẹ nhõm. Ý chí và niềm tin của thằng nhóc này đang lột xác dần dần. Dường như nghĩ tới cái gì, ông ta quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nhìn Diệp Quân và ác đạo, không nói chuyện. Vô Biên Chủ cau mày. Nhưng đúng lúc này, dường như chủ nhân bút đại đạo cảm nhận được gì đó, ông ta đột nhiên ngẩng đầu, chiến trường đó chính là khu vực chiến trường của Tịnh Tông Chủ và Phản Chiêu Đế. Vô Biên Chủ đột nhiên đi tới bên cạnh ông ta. Ông ta nhìn vào khu vực chiến trường, thế nào rồi? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào khu vực kia, khẽ cau mày, không nói gì. Vô Biên Chủ đang muốn nói chuyện, chủ nhân bút đại đạo đã đột nhiên bảo, ông có biết hậu quả khi ông tín ngưỡng hắn không? Vô Biên Chủ nhìn chủ nhân bút đại đạo, hậu quả gì? Chủ nhân bút đại đạo khẽ thở dài. Vô Biên Chủ cười, sợ gì chứ, mặc dù thực lực của ông đây không ra gì. Nhưng trước giờ chưa từng hèn nhát, ai dám gây sự với ta, cứ việc xông tới. Chủ nhân bút đại đạo nhìn ông ta, không nói gì. Đúng lúc này, khu vực chiến trường của Tịnh Tông Chủ và Phản Chiêu Đế đột nhiên vỡ nát, tiếp đó, hai người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tịnh Tông Chủ mặc áo dài trắng, tay phải để sau người, ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ, không dao động tí nào. Đối diện với cô ta, Phản Chiêu Đế mặc áo dài đen. Khóe miệng có nụ cười nhạt. Phản Chiêu Đế cười nói, Tịnh Tông Chủ có vẻ vẫn chưa dùng toàn lực. Tịnh Tông Chủ không đáp lại cô ta, mà nhìn Diệp Quân ở phía dưới, lát sau cô ta lại nhìn ác đạo, chẳng mấy chốc cô ta đã cau mày. Phản Chiêu Đế cũng nhìn Diệp Quân ở phía dưới, khẽ cười nói, Tịnh Tông Chủ, bây giờ nếu như ngươi tin vào trật tự của hắn, chắc chắn là thực lực của hắn còn có thể nâng cao rất nhiều. Khẳng định là tăng lên giới hạn cao nhất còn vượt qua cả chân thần, dù sao đạo của ngươi và đạo của hắn cũng trái ngược, kiểu công nhận từ đối thủ này, sẽ khiến trật tự đại đạo của hắn trở nên càng tinh khiết, càng mạnh mẽ. Tịnh Tông Chủ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Phản Chiêu Đế nhìn chằm chằm Tịnh Tông Chủ, nụ cười trên môi càng tươi hơn, nói thật ta rất mong ngươi tin vào trật tự của hắn, vì như vậy sẽ càng thú vị hơn, nhưng ta biết ngươi sẽ không như thế. Vì ngươi là người có nguyên tắc sẽ không vì tín ngưỡng mà tin tưởng, mặc dù ngươi cho hắn cơ hội để hắn lập ra trật tự, nhưng hắn vẫn chưa thực sự khiến ngươi phải thừa nhận hay khiến ngươi phục, đúng chứ? Tịnh Tông Chủ thu lại tầm mắt, nhìn ác đạo, sau đó lại nhìn Phản Chiêu Đế, hóa ra là thế. Ha ha! Phản Chiêu Đế bỗng bật cười không hề kiêng dè gì, vang vọng đến vô số vũ trụ.
Bên dưới, Phổ Biên chủ khó hiểu nhìn Phản Chiêu Đế đang cười, ông ta vốn dĩ muốn hỏi chủ nhân bút đại đạo về người này nhưng nghĩ lại thì thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.